vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 35. Ngồi xuống đi, nơi này chỉ có thực lực của cậu kém nhất. Sở Trần khoát tay áo. Tống Thu lúng túng ngồi xuống một lần nữa, thần sắc ngưng trọng, anh rể, anh cảm thấy sẽ là ai, muốn dùng một bức tranh cổ giá trị vô giá để mua tính mạng của anh. Đoán mò thì không có nghĩa gì, vẫn là chờ tin tức. Sở Trần thu hồi điện thoại di động, nở nụ cười, mua mạng của tôi, cũng phải xem có người mua hay không. Có chút thú vị, video này nói rõ, Thiên Cơ Huyền Đồ đã không còn trong tay phái Thiên Cơ nữa. Nam Cung Quân mỉm cười, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mà, phái Thiên Cơ khẳng định cũng đang điên cuồng muốn tìm Thiên Cơ Huyền Đồ về. Trần Trần, nói không chừng ngươi phải đối mặt với phái Thiên Cơ. Thiên Cơ Huyền Đồ không ở trong tay phái Thiên Cơ, Sở Trần suy nghĩ một chút, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem, phái Thiên Cơ có thủ đoạn gì. Kỳ môn Thiên Cơ thuật là tuyệt học của phái Thiên Cơ. Đào Cư nói, uy lực không thể khinh thường, nhưng, ngữ khí Đào Cư dừng một chút, nhìn Nam Cung Quân, có Nam Cung Sư Thúc ở đây, phái Thiên Cơ không tính là cái gì. Nhưng, mình thường dễ trốn ám tiễn khó phòng, bình thường vẫn phải cẩn thận hơn, không chỉ là huynh, còn có những người khác bên cạnh huynh. Đào Cư nhắc nhở một câu, Sở Trần lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Bất kể là phái Thiên Cơ hoặc là những người còn lại ngấp nghé Thiên Cơ Huyền Đồ, khi không có cách nào trực tiếp đối phó anh, đều rất có khả năng thông qua người bên cạnh anh ra tay. Nếu muốn mạng của anh, vậy sẽ không từ thủ đoạn. Sở Trần gật đầu, ta sẽ chú ý. Tạm thời mà nói, Tống La có Nam Cung Quân chấn giữ, là tuyệt đối an toàn. Như vậy, nguy hiểm duy nhất có thể tồn tại, chính là công ty Bắc Trần, nơi Tống Nhan đi làm. Xem ra, bắt đầu từ ngày mai, Nam thư ký Bắc Trần như mình, sắp chính thức đi làm rồi. Anh rẻ, anh đoán xem có phải là Tiền Thị hay không. Tống Thu vẫn không nhịn được đoán mò một chút. Tiền Thị, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Hừ, Tiền lão ra gióng trống khua chiêng, tuyên bố với bên ngoài muốn xin lỗi anh, nhưng trên thực tế cũng không thấy bất kỳ hành động nào. Ông ta rất có khả năng muốn thông qua phương pháp này, vãn hồi thể diện của mình. Tống Thu nói, trầm ngâm một lát. Sở Trần nhắc nhở Tống Thu, mấy ngày nay nhớ nếu không cần thiết, không nên ra ngoài. Sở Trần một mình ra cửa, anh không yên lòng Tống Nhan. Một khi video được lưu hành, bất kể thật hay giả sẽ thu hút sự chú ý của một số người có ý định khác. Sở Trần một mình đi tới tòa nhà Kim Bãi, trên đường cũng thông báo cho Giang Ánh Đào, anh đã đến Dược phẩm Bắc Trần, cùng Giang Ánh Đào ốc định gặp mặt ở Dược phẩm Bắc Trần. Đồng thời, Sở Trần trên đường tới đây cũng kiểm tra tư liệu chi tiết Giang Ánh Đào gửi thông qua hộp thư nội bộ cục đặc chiến. Người trong bóng tối rất cẩn thận, nhất thời chỉ sợ rất khó bắt người ra. Sau khi văn đấu hôm nay chấm dứt, Tống Nhan liền trở lại Bắc Trần làm việc. Đối với việc Sở Trần đến, Tống Nhan có chút bất ngờ, nhịn không được trêu chọc cười nói, vừa mới thắng một trận lớn, không đi ăn mừng, chạy tới nơi này làm gì. Trong nhà bày tiệc mừng, thế nhưng, anh vẫn nhớ bà xã hơn. Sở Trần nháy mắt với Tống Nhan, Hạ Bắc vừa đẩy cửa tiến vào, nôn mửa xoay người đi ra ngoài, cơm chó này bất ngờ không kịp đề phòng. Sở Trần đi tới phía sau Tống Nhan xoa bóp cho cô, bắt đầu từ hôm nay, Nam thư ký Bắc Trần anh sắp chính thức đi làm. Nghe vậy, Tống Nhan không khỏi bất ngờ, thật, Sở Trần mỉm cười gật đầu. Trong phòng làm việc, một trận khanh khanh ta ta, Sở Trần cảm thán, cuộc sống say như mơ như vậy, không phải thứ mình muốn. Trạng vạng. Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi tới tòa nhà Kim Bãi, đi thẳng lên tầng 21. Họ không có bất kỳ thu hoạch nào trong chuyến đi của họ. Sở Trần sớm đã thông qua hòm thư của cục đặc chiến biết được. Nhưng, khi nhìn thấy Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi tới, Sở Trần vẫn là hỏi một tiếng, cô Đào, cô tra được tin tức gì sao? Giang Ánh Đào lắc đầu, địa chỉ IP đăng video ngắn là một tiệm net, lúc chúng tôi đi qua điều tra phát hiện, camera của tiệm net cũng hỏng. Loại tiệm nét tối tăm này người tới người đi, căn bản không có ai chú ý tới bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Sở Trần, anh có cần xin cảnh sát bảo vệ không? Tư Đồ Tĩnh quen thuộc mở sổ tay ra, mở miệng nói, ngay 5 phút trước, có người ở web đăng video tương tự, lấy Thiên Cơ Huyền Đồ đến mua tính mạng của anh. Sở Trần trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, tôi hy vọng xung quanh Tống gia có thể bố trí cảnh sát, bảo đảm ngộ nhỡ. Sở Trần càng thêm lo lắng cho sự an toàn của người trong nhà. Về phần chính anh, nước đến thành chặn, Tống Nhan cũng hiểu rõ sự tình, nắm tay Sở Trần, cô rõ, loại chuyện này cô không giúp được gì, Sở Trần có thể xử lý. Tôi tin rằng những người phía sau sẽ có những động thái tiếp theo nữa.
Giang Ánh Đào nói, hắn tuy nói lấy thiên cơ huyền đồ đến mua một mạng của Sở Trần, thế nhưng, không ai biết hắn là ai, cho dù là có người giết Sở Trần, hắn mang theo thiên cơ huyền đồ mai danh ẩn tích, người khác cũng không thể làm gì được. Dù sao, không ai nguyện ý làm kẻ ngốc, cho nên tôi tin, hắn hiện tại chỉ là đang trợ giúp, cuốn lên trận phong bạo này, chờ đến thời cơ, hắn sẽ có hành động khác, ít nhất sẽ làm cho người ta tin, giết Sở Trần, liền thật sự có thể lấy được thiên cơ huyền đồ. Chị Đào, mọi người vất vả rồi. Tống Nhan cảm kích, Giang Ánh Đào lắc đầu, đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng không quấy rầy, nếu có tiến triển mới, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trước. Thực ra, có một cách an toàn hơn. Tư Đồ Tĩnh hướng Sở Trần híp mắt cười, gia nhập cục đặc chiến bảo vệ tuyệt đối an toàn. Sở Trần cười cười không nói lời nào, Tư Đồ Tĩnh cũng không nghi ngờ anh, cùng Giang Ánh Đào rời khỏi tòa nhà kim bãi. Chị Đào, khó có được cơ hội ở chung với Sở Trần, sao không nói nhiều một chút? Tư Đồ Tĩnh vừa lên xe, liền nhịn không được mở miệng trêu. Cô có phải cảm thấy nhiệm vụ của mình quá dễ dàng Giang Ánh Đào, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất, hôm nay tìm được, không, ngay cả video giám sát ngày hôm qua cũng điều ra, hai ngày nay tất cả xe ra vào Thuận Thành, cùng với xe đến gần đèn giao thông ở các giao lộ lớn của tiệm nét, đều tìm ra, thử xem có thể điều tra ra kết quả hay không. Tư Đồ Tĩnh đỡ chán, đây chính là tương đương với mỏ kim đáy biển, hơn nữa còn chưa chắc đã có thu hoạch. Thử một chút có thể có hy vọng. Giang Ánh Đào nói, hiếm khi, điếu giả, coi trọng chúng ta như vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh nghi hoặc, điếu giả coi trọng chúng ta. Cô không nhận ra sao? Manh mối này chỉ có nhóm chúng ta theo dõi. Giang Ánh Đào nói, từ tổng bộ nền tảng đến tiệm nét, chúng ta đều không gặp được hai nhóm người khác. Điều đó có nghĩa là chi? Điếu giả, chỉ thông báo cho manh mối chúng ta. Tư Đồ Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng sáng lên, chị Đào nói như vậy, thật đúng là có chút giống. Bám chặt đường dây này, tôi cũng không tin, ngồi đứng sau màn có thể phi thiên độn địa. Con người Giang Ánh Đào kiên định, tôi nhất định sẽ tìm ra bọn họ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đèn neon dần dần sáng lên. Một bức tranh, mua một mạng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tin tức giống như đạn pháo bắn ra. Một số người có một kênh đặc biệt, đã biết được tin tức này. Trong phòng thuê một ngôi làng, tôi đã sử dụng tài khoản của ám mạng để liên hệ với người đăng video, chờ phản hồi của họ. Cô gái tóc dài, môi đỏ mỏng diêm dúa loè loẹt, đệ tử phái Thiên Cơ, Triệu Xuân Yến. Khưu Lâm chậm rãi gật đầu, đồng thời hít sâu một hơi, đây là một tin tức tốt ha. Thiên cơ huyền đồ cuối cùng cũng có động tĩnh, trùng hợp chính là, lại vẫn rơi vào trong tay kẻ thù Sơ Trần. Đó là ý trời, Triệu Xuân Yến cười nói, chúng ta vốn muốn lấy tính mạng Sở Trần, hiện tại xem ra, ông trời cũng cho chúng ta một lý do để xuống tay. Trước tiên không hành động thiếu suy nghĩ, ngộ nhỡ sau khi chúng ta giết Sở Trần, đối phương cầm thiên cơ huyền đồ mai danh ẩn tích, như vậy, chúng ta chẳng phải là bị người lại một đạo sao. Khưu Lâm nói. Ánh mắt nhìn màn hình máy tính, chờ hồi âm. Chờ đợi lâu dài, đinh, Khưu Lâm và các đệ tử phái Thiên Cơ tinh thần chấn động. Triệu Xuân Yến mở tin tức, thần sắc không khỏi trầm xuống. Sáu chữ, giết người trước, sau đó giao tranh. Lông mày Khưu Lâm cũng nhíu chặt. Dựa vào cái gì, tôi ôm thành ý mà đến, giết một nhà bảy người Hoàng Chí Ca ở Kinh Thành, cũng là tôi làm. Triệu Xuân Yến trả lời đối phương, Sở Trần tôi sẽ giết, nhưng mà, tôi cần xác nhận. Sau khi giết Sở Trần, làm sao có thể tìm được ngươi? 5 phút, 10 phút trôi qua, không có phản hồi. Đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Một người nhìn không được hỏi. Thần sắc Thu Lâm cũng âm trầm đến cực điểm. Nếu như đối phương duy trì thái độ này, hắn chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Thiên cơ huyền đồ, hắn nhất định phải lấy được. Nếu không, huynh đệ bọn họ mấy người chắc chắn phải chết. Gửi một tin nhắn khác. Khưu Lâm cắn răng, biểu đạt thành ý của chúng ta ở mức độ lớn nhất. Triệu Xuân Yến gật đầu, tuy nhiên, kết quả vẫn như nhau. Đối phương không để ý tới. Đại sư huynh, chúng ta phải giết Sở Trần trước. Một người hỏi, không được, một khi giết Sở Trần, đối phương phản bội, tương đương với manh mối tìm thiên cơ huyền đồ về bị đứt. Triệu Xuân Yến nhíu mày, chúng ta có thể đánh cược, nhưng mà chúng ta không thể thua. Im lặng một lúc, Khưu Lâm hạ quyết định. Chúng ta không đánh cược, người khác cũng sẽ đánh cược, hiện tại Sở Trần chính là thiên cơ huyền đồ, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội ra tay,
nhưng mà, không phải lập tức giết Sở Trần, mà là bắt hắn, chỉ cần Sở Trần ở trong tay chúng ta, đối phương có đủ thành ý, nhất định có thể dùng thiên cơ huyền đồ đổi lấy tính mạng Sở Trần. Ta thật sự rất muốn biết, thiên cơ huyền đồ đến tột cùng rơi vào trong tay ai. Bên cạnh Sở Trần có quân ma nữ ở đó, chúng ta muốn giết Sở Trần không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nếu chúng ta muốn động thủ, nhất định phải tìm lúc quân ma nữ không có ở đó. Thời gian một ngày, thu thập tất cả tư liệu về Sở Trần, ta phải biết động thái cụ thể của Sở Trần mỗi ngày. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải bắt Sở Trần. Ngày hôm đó, diễn xuất vượt giới của Sở Trần chấn động cả thành phố, nhưng đồng thời cũng là ngày này, một đoạn video bị xóa cùng với video sau đó đăng trên mạng, khiến cho dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Ánh mắt các giới đều tập trung ở trên người Sở Trần. Liễu gia, Liễu Thiên Thiên một thân áo ngủ trơn trượt đáng yêu, đá văng cửa phòng Liễu Mạn Mạn, chuyện lớn không hay rồi, Sở Trần gặp nguy hiểm rồi. Liễu Mạn Mạn lườm cô một cái, em khẩn trương cái gì, Sở Trần là võ giả tiên thiên, bên người còn có sư phụ cường đại, cho dù có người muốn mạng của Sở Trần, cũng chưa chắc chịu nổi, nói không chừng còn có thể chôn vùi tính mạng của mình. Thế nhưng, mình thường dễ chôn ám tiễn khó phòng a, ví dụ, thực lực của em không bằng Sở Trần, thế nhưng, chỉ cần em đối với chị dùng độc hoa tình, vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, mặc cho em chà đạp. Liễu Mạn Mạn, ý em là, em cũng có thể giết Sở Trần. Liễu Thiên Thiên nghiêm nghị nói chị, chúng ta có phải nên làm gì đó hay không? Chúng ta cùng Sở Trần là quan hệ hợp tác tìm kiếm thiên cơ huyền đồ. Sở Trần nếu xảy ra chuyện, manh mối của thiên cơ huyền đồ cũng sẽ đứt. Cho nên chúng ta nên an bài cao thủ âm thầm bảo vệ Sở Trần. Nếu có người đối phó Sở Trần, chúng ta có thể thuận thế tìm được manh mối của thiên cơ huyền đồ. Chị không nghĩ em cũng có những thời gian để suy nghĩ chu đáo như vậy. Liễu Mạn Mạn kinh ngạc, Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, em bình thường chỉ là không lộ ra ngoài, nếu em dùng độc tình hoa, Sở Trần, Liễu Mạn Mạn đuổi Liễu Thiên Thiên ra khỏi phòng. La gia, La Vân Long vô cùng hưng phấn, quả nhiên là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, Sở Trần lần này xong đời rồi. Mặc cho thực lực của hắn có lợi hại hơn nữa, một khi bị theo dõi, hắn luôn có lúc sơ sẩy phòng bị. Khuôn mặt La Vân Dương cũng nổi lên nụ cười, La gia mất mặt, họa lâu La gia cũng bị tổn hại nặng, hoàn toàn là do Sở Trần. Hôm nữa, 10 bức tranh cổ đại Trung Quốc biến mất sốt cục cũng có tin tức, đây chính là tin tức Sở Trần dùng mạng đổi lấy. Bạch gia, gần như cùng một lời nói, một mặt nghiến răng nghiến lợi với Sở Trần, một mặt chờ mong Sở Trần bị giết, cuối cùng còn hy vọng có thể nhặt được một cái giỏ gì, lấy được thiên cơ huyền đồ. Vậy dùng thiên cơ huyền đồ để mua một cái mạng của Sở Trần, đến tột cùng là người nào? Tôi gọi hắn là anh hùng. Bạch Mộ mũi bầm dập, là do Bạch Kỳ Thắng đánh, lúc này, kích động vô cùng, nếu hắn đến Bạch gia làm khách, tôi đàn tấu kính hắn một khúc anh hùng. Một đoạn video ngắn lại đẩy Sở Trần đến đầu sóng ngọn gió, lần này đối mặt, càng là nguy hiểm đến tính mạng. Có người ngạc nhiên, có người lo lắng, có người mừng rỡ, có người mong chờ. Không hẹn mà cùng chính là, ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần, một đêm nay, Sở Trần đều có thể rõ ràng nhận ra, gần biệt thự trang viên Tống gia, có không ít ánh mắt không rõ lai lịch. Mục đích không rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần tìm cục đặc chiến cuộc bố trí một vài người bí mật quan sát ở Tống gia, ít nhất được cục đặc chiến cuộc nhìn chằm chằm, càng có cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm sau, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau ra ngoài, vừa lúc trước mắt cũng không có việc gì để làm, cùng Tống Nhan trải qua những ngày vui vẻ. Sở Trần cũng không có tâm tư suy nghĩ đến tột cùng là ai muốn mạng của anh. Một đường không gió không sóng. Giữa trưa, Sở Trần nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, Hoàng Phù Nguyên Cảnh. Có một chuyện tôi muốn trực tiếp hỏi ý kiến của cậu. Sở Trần suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng, anh đối với vị lão nhân gia 97 tuổi này có đủ tôn kính. Sở Trần cùng Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hẹn gặp mặt là 8 giờ tối. Một ngày yên tĩnh trôi qua, Sở Trần cùng Tống Nhan sau khi về đến nhà, cùng Tống Thu chào hỏi, Tống Thu liền lái xe đưa Sở Trần đến Hoàng Phủ ra. Thư phòng quen thuộc, Sở Trần gõ cửa tiến vào, phát hiện trong thư phòng lại còn có mấy vị người quen, Hồ Lập Dũng, Trương Thạch, Liêu Chí Hoàn và mấy người khác. Sở Trần lần lượt chào hỏi, ngồi xuống, uống trà đi, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh khoát tay. Lập tức thở dài một hơi, ta từng nhắc nhở cậu, phải rời xa thiên cơ huyền đồ, không nghĩ tới, cậu lại có liên quan đến thiên cơ huyền đồ. Sở Trần nhấp một ngụm trà, Nguyên Cảnh lão sư không cần quá mức lo lắng, một video ngắn mà thôi, nói không chừng chỉ là đùa giỡn mà thôi, coi như là thật, muốn lấy mạng của tôi, cũng không dễ dàng.
đừng quên, văn đấu của ngày hôm qua, đó là màn trình vượt giới của tôi. Mấy vị ở đây đều là nhân vật tông sư trong lĩnh vực cầm kỳ thư họa, nghe những lời này, sắc mặt đều theo bản năng có vài phần mất tự nhiên. Nghe này, đây có phải là những gì con người nói không? Lấy tư thái tuyệt đối cường hoành bá đạo sau khi giành được thắng lợi văn đấu, mới nói với mọi người một tiếng, kỳ thật, tôi là võ phu. Võ thuật là nghề chính của tôi. Giá trị của thiên cơ huyền đồ không thể đo lường được, vì có quá nhiều người nhắm vào, khó tránh khỏi sẽ có người đưa ra một số quyết định không thể nhìn thấy ánh sáng sao, không từ thủ đoạn, chỉ vì có được thiên cơ huyền đồ, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hai tay đặt ở trên đùi mình, khuôn mặt chua xót, thậm chí có đôi khi bất chấp bản thân. Hai chân này của ta, cũng là bởi vì 15 năm trước bị quấn vào tranh đoạt thiên cơ huyền đồ bị phế bỏ. Sở Trần nhìn hai chân Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, 15 năm trước, một hồi tranh đoạt thiên cơ huyền đồ, hẳn là do phái thiên cơ chủ đạo. Lần này, động tĩnh của thị trường đồ cổ kinh thành cũng có thể là phái thiên cơ thực hiện, nhưng kết quả là lệch khỏi sự khống chế của bọn họ, làm cho thiên cơ huyền đồ không cánh mà bay. Sở Trần đột nhiên có chút muốn biết tâm tình hiện tại của phái thiên cơ, đối với chuyện bất ngờ phát sinh ngày hôm qua, mấy người chúng ta cũng đã thương lượng qua, muốn nhất thời tìm ra người phía sau cũng không dễ dàng. Đây cũng không phải chuyện phạm vi chúng ta có thể làm được. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lần nữa mở miệng, nhìn Sở Trần, chúng ta nghĩ ra một cách, tuy rằng không thể để cho cậu hoàn toàn tránh né nguy hiểm, nhưng mà, ít nhất có thể khiến rất nhiều người muốn thừa nước đục thả câu, xuống tay đối với cậu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Sở Trần ngẩn ra, không khỏi tò mò cách gì. Trước khi đến, Sở Trần cũng suy đoán Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tìm anh là vì chuyện của thiên cơ huyền đồ. Đặt cho cậu nhiều tên hơn, để hào quang trên cơ thể của cậu có thể trở thành bùa hộ mệnh của cậu. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trầm giọng nói, nếu cậu không cự tuyệt, Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc chúng ta, Hiệp hội Tranh Trung Quốc, Hiệp hội Cờ, cùng với Hiệp hội Đàn Nhạc, sẽ liên hợp với Hiệp hội Múa Sư Tử, Liên minh Quyền Sư Quốc gia và hơn 15 Hiệp hội cấp quốc gia, liên danh tiến cử cậu làm sử giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, đến lúc đó sẽ chính thức trao danh hiệu, huy chương. Sở Trần không khỏi chấn động. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh phần bút tích này cũng thật sự quá lớn. Video ngắn ngày hôm qua mới xuất hiện, hôm nay ông lại có thể liên hợp nhiều tổ chức hiệp hội như vậy liên danh tiến cử cho mình một danh hiệu như vậy, có thể thấy được vị lão gia tử này ở khu vực này năng lực lớn bao nhiêu. Sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, Sở Trần suy nghĩ một chút, cái danh hiệu này đột nhiên tạm thời trao tặng, trao cho cậu là quyết định tạm thời, nhưng mà, kế hoạch sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, đã sớm lên kế hoạch một năm. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, kế hoạch này là do nhiều tổ chức hiệp hội đại diện văn hóa Trung Quốc trong cả nước đồng khởi xướng, chính thức thừa nhận, trên phạm vi toàn quốc tìm kiếm sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, nguyên tắc chúng ta lựa chọn, cũng là lấy thanh niên làm chủ, mỗi một tỉnh, đều sẽ có một nhóm ứng cử viên, cuối cùng sẽ ở trong số các ứng cử viên, tuyển ra 3 đến 5 sứ giả văn hóa Trung Quốc, làm đại biểu tỉnh. Đúng rồi, Bạch Gia Bạch Mộ, La Gia La Vân Dương. Đều là ứng cử viên sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của tỉnh Quảng Đông, nhưng, bọn họ đã bị loại, cậu sẽ là sứ giả duy nhất của tỉnh Quảng Đông truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Với vinh dự này, cậu sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Liêu Chí Hoàn ở một bên nói, đến lúc đó chính phủ có thể ở trường hợp chính thức trao cho cậu danh hiệu huy chương, cứ như vậy, những người muốn động đến cậu, cũng phải suy nghĩ một chút ảnh hưởng của cậu. Sở Trần trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, đây là vinh hạnh của tôi. Anh không phải là người giả tạo, danh hiệu này chính thức được trao, quả thật có thể dọa lui không ít người có dụng tâm khác, như vậy Sở Trần cũng có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nở nụ cười, ta dám nói, cậu là người thích hợp nhất đảm nhận danh hiệu này trong cả nước, tuy rằng tạm thời chỉ là đại biểu tỉnh Quảng Đông, nhưng về sau, cậu tuyệt đối là một sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc tốt nhất cả nước, không ai sánh bằng. Mấy người ở đây đối với đánh giá này của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đều cực kỳ chấn động. Thế nhưng, liên tưởng đến biểu hiện kinh diễm của Sở Trần hôm qua, không ai có ý kiến. Hành động của chúng ta nhanh hơn một chút, trong vòng 3 đến 5 ngày, chính thức hẳn ta sẽ sắp xếp nghi thức trao huy hiệu danh hiệu. Hồ Lập Dũng nói, mấy người trong thư phòng nhao nhao rời đi, bọn họ vẫn luôn thương lượng chuyện này, chỉ chờ câu trả lời cuối cùng của Sở Trần. Trong thư phòng, chỉ còn lại hai người Sở Trần và Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Sở Trần, cậu còn có chuyện gì sao? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhìn ra bộ dáng Sở Trần có chút muốn nói lại thôi. Sở Trần suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng, Nguyên Cảnh lão sư,
tôi có thể nhìn hai chân ngài không? Hoàng phủ gia có phong cách tập võ, Hoàng phủ Nguyên Cảnh cũng từng là người văn võ song toàn, hai chân của ông là 15 năm trước khi bị cuốn vào Thiên Cơ huyền đồ bị phế bỏ, sau đó không đứng dậy nổi. Sở Trần hoài nghi, Hoàng phủ Nguyên Cảnh là thủ đoạn kỳ môn của phái Thiên Cơ. Hoàng phủ Nguyên Cảnh tuy rằng đã 97 tuổi, nhưng mà, ông là võ giả, tố chất thân thể khác với người thường. Nếu như thật sự chỉ là bởi vì kỳ môn thuật của phái Thiên Cơ, dẫn đến đứng không nổi, như vậy, Sở Trần có cách có thể làm cho Hoàng phủ Nguyên Cảnh một lần nữa đứng lên. Sở Trần từng cho Hoàng Ngọc Hằng cả đời ngồi xe lăn, loại kỳ môn thuật này, Sở Trần rất quen thuộc. Điều kiện tiên quyết là phải xác nhận trước. Hoàng phủ Nguyên Cảnh bởi vì Sở Trần trong lúc bất chợt nói một câu sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, hai chân lão tàn phế, không có gì để nhìn. Nhiều năm như vậy trôi qua, chính mình cũng đã đến 97 tuổi, rất nhiều chuyện, Hoàng phủ Nguyên Cảnh trong lòng đã thoải mái. Ông nhìn Sở Trần, mở miệng nói, có một chuyện, ta vốn không muốn để cho cậu biết nhiều hơn, thế nhưng, cậu có liên quan đến Thiên Cơ huyền đồ, ta cũng chỉ có thể nhắc nhở cậu lần nữa. Hoàng phủ Nguyên Cảnh ngữ khí dừng một chút, chợt từ từ nói, cậu biết ta vì sao lại nói Thiên Cơ huyền đồ tà môn không? Hoàng phủ Nguyên Cảnh phảng phất nghĩ đến chuyện cực kỳ kinh khủng quỷ dị, vẻ mặt không che giấu được một trận run rẩy. 15 năm trước, ta vốn có cơ hội đạt được Thiên Cơ huyền đồ, nhưng mà, lại kinh hãi phát hiện, Thiên Cơ huyền đồ, biết hút máu. Cái gì? Sở Trần chấn động, nhìn Hoàng phủ Nguyên Cảnh, tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình, hút máu. Không sai. Ta rõ ràng cảm nhận được, Thiên Cơ huyền đồ đang hút máu, nó không phải là bản đồ dùng giấy vẽ tầm thường, chất liệu rất đặc biệt, năm đó trong lúc tranh đoạt, bị người xé rách, ngoại trừ nguyên bản đã sớm là một bộ phận không trọn vẹn ra, Thiên Cơ huyền đồ còn lại cũng không có bị tổn hại. Hoàng phủ Nguyên Cảnh hít sâu một hơi, cho nên ta nói, Thiên Cơ huyền đồ, thật sự rất tà môn. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, tà môn, Sở Trần trong lòng có suy đoán của mình. Thiên Cơ huyền đồ là do truyền thừa phái Thiên Cơ lưu lại, nếu thật sự giống như lời Hoàng phủ Nguyên Cảnh nói tà môn như vậy, chỉ có một nguyên nhân, trên Thiên Cơ huyền đồ, có thủ đoạn kỳ môn mà phái Thiên Cơ lưu lại. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Thiên Cơ huyền đồ, mới có thể xác nhận. Một lát sau, Sở Trần gật gật đầu, tôi sẽ chú ý. Nhưng, Nguyên Cảnh lão sư, ngài vẫn nên cho tôi xem chân ngài trước đi. Sở Trần mỉm cười nói, tôi đã học qua một ít thuật châm cứu. Đối với loại vết thương ở chân này, có công hiệu đặc biệt. Sở Trần không có trực tiếp nói ra thủ đoạn kỳ môn của phái Thiên Cơ, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của anh, Sở Trần cũng không muốn để cho Hoàng phủ Nguyên Cảnh không vui mừng một hồi. Được rồi, cậu xem đi. Hoàng phủ Nguyên Cảnh ánh mắt nhìn Sở Trần mang theo vài phần sủng nịch hậu bối. Sở Trần bày ra văn võ toàn tài, tâm trí phẩm hạnh, đều khiến Hoàng phủ Nguyên Cảnh có chút thích. Danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Mặc dù không có sự uy hiếp từ video thần bí kia, Hoàng phủ Nguyên Cảnh cũng sẽ an bài cho Sở Trần, theo ông thấy, chỉ có Sở Trần xứng đáng với danh hiệu này. Nếu Sở Trần muốn xem, vậy tùy anh làm gì thì làm. Hoàng phủ Nguyên Cảnh cười, nhìn Sở Trần ngồi xổm xuống kéo quần dài của mình lên, khó có được vị hậu bối không có quan hệ huyết thống với mình này có lòng hiếu tâm như vậy. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm bước chân, Hoàng phủ Hoàng Ngọc đi vào, sau khi Sở Trần đến Hoàng phủ ra. Hoàng phủ Hoàng Ngọc một mực chờ, cũng đang cùng Tống Thu tán gẫu, thấy đám người Liêu Chí Hoàn đều đã rời khỏi thư phòng, Sở Trần chậm chạp không thấy đi ra, Hoàng phủ Hoàng Ngọc cùng Tống Thu nhịn không được đi vào. Anh rể, anh làm gì vậy? Tống Thu thốt lên, Hoàng phủ Hoàng Ngọc cũng thần sắc nghi hoặc nhìn Sở Trần. Tôi hiểu một chút thuật châm cứu, muốn nhìn xem vết thương ở chân của Nguyên Cảnh lão sư. Sở Trần thuận miệng trả lời. Vô dụng, Hoàng phủ Hoàng Ngọc lắc đầu. Hoàng phủ Nguyên Cảnh, ngươi là khẩn cấp muốn rút ống oxy của lão tử. Hoàng phủ Hoàng Ngọc bị ánh mắt lão gia tử trừng mắt, lúc này vội vàng mở miệng nói, ý của con là, nhiều năm như vậy, chúng ta tìm kiếm qua danh y thế giới, qua nhiều bệnh viện, đều không có cách chữa khỏi vết thương ở chân lão gia tử, thật sự quá khó. Sở Trần không trả lời lời Hoàng phủ Hoàng Ngọc, nghiêm túc kiểm tra hai chân Hoàng phủ Nguyên Cảnh, một lát sau, khuôn mặt toát ra ý cười. Không ngoài dự đoán của anh. Hai chân Hoàng phủ Nguyên Cảnh không cách nào đứng lên, là do thuật bái kỳ môn. Tổng hợp lại anh gặp phải, Sở Trần có thể khẳng định, là kỳ môn Thiên Cơ thuật. Hoàng phủ thúc, thúc đi chuẩn bị cho tôi một vài thứ, càng sớm càng tốt. Sở Trần đứng lên, cầm lấy bút ở một bên, nhanh chóng liệt kê một đống vật phẩm, tiểu thu, cậu đi cùng Hoàng phủ thúc đi.
Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là, hiện tại muốn trị liệu cho lão gia tử. Sở Trần gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua đêm nay, nguyên cảnh lão sư có thể vứt bỏ chiếc xe lăn gây phiền phức này. Vừa dứt lời, đồng tử Hoàng Phủ nguyên cảnh nhất thời chấn động, hai tay nắm chặt xe lăn, vẻ mặt không thể tin nhìn Sở Trần. Vết thương để lại 15 năm trước, nhiều năm qua bao nhiêu danh y thế giới đều bó tay Sở Trần có thể giải quyết. Còn sau đêm nay, làm sao có thể thần kỳ như thế? Hoàng Phủ nguyên cảnh phục hồi tinh thần sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Trần, nếu như người khác lấy lão gia tử tim vui vẻ, ta đã sớm đánh tát rồi. Không đánh Sở Trần, đó còn không phải là bởi vì đánh không lại. Có phải là nói đùa hay không, thử một lần không phải sẽ biết. Sở Trần thúc giục, lên, hành động nhanh chóng một chút. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cầm lấy tờ giấy, nhìn lướt qua, vẻ mặt lại ngưng đọng. Cái gì mực đỏ, giấy vàng, kim bạc, Sở Trần đây là muốn làm gì? Dùng phương thức trừ tà đế lão gia tử đứng lên sao? Hoàng Phủ Hòa Ngọc có chút giớ khóc giờ cười. Còn ngây ra đó làm gì, mau đi đi. Hoàng Phủ nguyên cảnh không nhìn Sở Trần viết cái gì, nhưng mà, đêm nay nếu đa đáp ứng đế cho Sở Trần nhìn hai chân minh, tùy ý Sở Trần liều lĩnh một phen. Hoàng Phủ Hòa Ngọc và Tống Thu đi ra thư phòng. Người có biết Sở Trần muốn mua cái gì không? Hoàng Phủ Hòa Ngọc đưa giấy cho Tống Thu. Tống Thu nhìn thoáng qua, lúc này mừng rỡ, thì ra chân Hoàng Phủ lão gia tử bị thương là bỏ y vì cái này. Vậy thì không có bệnh tật gì, anh rể ở phương diện này là người trong nghề. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trợn mắt há hốc mồm, ai nấy đều điên rồi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc vừa đi, vừa thầm nghĩ thầm, ta cho dù là tin sông Hoàng Hà sẽ chảy ngược, tin tưởng mặt trời sẽ mọc ở phía tây đờ eo ra, tin tưởng ta có thể sinh con, cũng không có khả năng tin tướng. Dùng cách bùa vẽ quỷ có thể khiến vết thương chân cha tán lâu ra từ 15 năm chữa khỏi. Hoàng Phù Hòa Ngọc tuy rằng biết Sở Trần có một vài thủ đoạn cường đại thần kỳ, nhưng mà, chân lão gia tử nhà mình bị thương, Hoàng Phù Hòa Ngọc cản bản không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tuy nói như vậy, Hoàng Phú Hòa Ngọc cũng không dám trì hoãn, không đến nửa giờ liền trở về, đặt đồ đạc chuẩn bị xong ở trên mặt bàn. Đặt lão gia tử nằm thẳng trên giường. Sở Trần chỉ vào một chiếc giường nhỏ đặt ở một bên thư phòng, dùng kéo cắt hết quần từ bắp đùi xuống. Sở Trần phân phó một câu, liền đi chuẩn bị việc của mình, Hoàng Phủ Hòa Ngọc muốn nói lại thôi, thấy lão gia tử cũng không có ý kiến gì, Hoàng Phủ Hòa Ngọc cuối cùng vẫn là dựa theo lời Sở Trần nói mà làm. Nhìn lão gia tử 97 tuổi nằm trên giường, bị mình dùng kéo cắt quần ra, trong lòng Hoàng Phủ Hòa Ngọc đột nhiên có cảm giác tội lỗi, Hoàng Phủ Hòa Ngọc hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu như lúc này có những người khác trong Hoàng Phủ gia đi tới, là có thể mắng chửi hắn còn không dám trả lời. Lúc này, Hoàng Phủ nguyên cảnh cũng nhìn thấy động tác của Sở Trần. Sở Trần, đang vẽ bùa. Hoàng Phủ nguyên cảnh trợn mắt há hốc mồm, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi phải đáp ứng để cho Sở Trần hồ nháo? Sở Trần làm sao học được cái này? Hoàng Phủ nguyên cảnh dứt khoát nhắm mắt lại, quên đi, để cho đứa nhỏ này cho đùa đi. Không đến 10 phút. Sở Trần đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Thu, cầm kim bạc đốt lên đèn dầu lên một chút. Sở Trần phân phó Tống Thu một tiếng, cầm bùa đã vẽ xong đi đến bên cạnh Hoàng Phủ nguyên cảnh. Sở Trần ngồi xổm xuống, đồng thời vừa mớ miệng nói, nguyên cảnh lão sư bị thương ở chân là 15 năm trước tranh đoạt thiên cơ huyền đồ. Sau lưng thiên cơ huyền đồ, có một thế lực kỳ môn, gọi là phái thiên cơ. Nguyên cảnh lão sư chính là bị đệ tử phái thiên cơ đả thương. Hai chân không cách nào đứng thẳng, cũng là bởi vì chúng, linh nhân phụ cốt thuật trong kỳ môn thiên cơ thuật. Trong lúc nói chuyện, Sở Trần đập mạnh bùa vào một bên đùi Hoàng Phủ nguyên cảnh. Linh nhân phụ cốt thuật, là cái gì? Tống Thu nhìn không được hỏi. Linh nhân phụ cốt thuật, cũng có một loại thuyết pháp, càng thêm dễ lý giải, đó chính là thuật tiểu quỷ cắn xương. Sở Trần nói, đệ tử phái thiên cơ thi triển thuật tiểu quỷ cắn xương trên hai chân nguyên cảnh lão sư, nếu mà không loại trừ chúng. Tiểu quỷ cắn xương, nguyên cảnh lão sư tự nhiên không có khả năng đứng lên. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Hoàng Phủ nguyên cảnh lão sư có phải cảm thấy bình thường không động hai chân thì không sao, nhưng một khi hai chân thử đứng lên, sẽ đau đớn. Hoàng Phủ nguyên cảnh trong lòng đột nhiên chấn động, lúc này gật đầu, thốt ra chính là như vậy. Bởi vì ngài di chuyển, tiểu quỷ liền cắn xương ngài. Sở Trần trả lời, một trận gió lạnh thổi tới. Hoàng Phủ Hòa Ngọc ở một bên nghe có loại cảm giác sờn tóc gáy, thậm chí cảm giác đọc đùi truyền đến một trận lạnh lẽo,
Hoàng Phủ Hoa Ngọc theo bản nàng tới gần Sở Trần một chút, hắn phảng phất cảm giác có tiểu quỷ đang cắn xương hắn. Tiểu quỷ cắn cốt chỉ là cách nói hình tượng phổ thông, suy cho cùng, chính là kỳ môn thiên cơ thuật. Sở Trần nói, thủ đoạn kỳ môn của phái thiên cơ quả thật có cái gì đó. Trong lúc nói chuyện, Sở Trần đã dán bùa ở trên hai chân Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Đôi mắt đục ngầu của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên run lên một chút, hai tay cũng theo bản năng run rẩy. Hoàng Phủ Hoa Ngọc thấy thế, vội vàng bắt lấy tay Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, làm sao vậy? Chân ta, có vẻ như có phản ứng rồi. Chính Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng cảm thấy khó tin, thanh âm đang run rẩy. 15 năm rồi, ông đã 97 tuổi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đã sớm không nghĩ đến điều viển vông là liệu mình có thể đứng vững trong thời gian dài hay không. Kết quả tối nay, Sở Trần tựa hồ muốn cho ông một cái ngạc nhiên lớn. Bụp, 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 Sở Trần vỗ liên tiếp hai chân của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ba cái. Cùng lúc đó, tất cả bùa rán ỏ, hai chân Hoàng Phủ Nguyên Cánh đều bị xé rách. Linh nhân phụ cốt thuật tuy rằng tinh diệu, nhưng mà, đối với thiếu chủ cửu huyền môn mà nói, đây chỉ có thể nói là thủ đoạn nhỏ. Tiểu thu, kim bạc, Sở Trần mở miệng, Tống Thu đã sớm chuẩn bị xong, đưa kim bạc tới cho Sở Trần. Nguyên Cảnh lão sư vết thương ở chân đã chữa khỏi, không để ý, 15 năm qua vẫn ngồi trên xe lăn, hai chân máu chảy xuôi chậm lại rất nhiều. Tôi dùng thuật châm cứu cho Nguyên Cảnh lão sư khơi thông các mạch máu chính của hai chân, tảng cường máu qua lại. Sở Trần châm cửu, kim châm độ mệnh thuật, từng kim bạc cảm ớ huyệt vị của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, không chỉ có hai chân, còn có huyệt vị quan trọng trên khắp cơ thể. Trong quá trình kim châm, khó tránh khỏi phải cắt quần áo Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ra. Lần này, Hoàng Phủ Hoa Ngọc khổng có áp lực, càng khổng có gánh nặng tảm lý, cầm kéo, Sở Trần chi đâu hắn liền cắt, không chút do dự. Sau một vòng châm cứu, Sở Trần kết thúc trị liệu. Một giờ sau, rút kim châm trên người Nguyên Cảnh lão sư là được. Sở Trần dặn dò một tiếng, thu dọn một chút chuẩn bị rời đi. Hoàng Phủ cùng Ngọc nóng nảy, vội vàng gọi Sở Trần lại, Sở Trần, ngươi hiện tại trở về sao? Sở Trần mỉm cười, coi chừng thời gian, một giờ sau rút kim, tôi bảo đảm Nguyên Cảnh lão sư có thể đứng lên. Sở Trần, đợi một lát. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, bảo Hoa Ngọc hảo hảo chuẩn bị một chút, cho cậu, đừng, không cần gì cả. Sở Trần không đợi Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói xong, trực tiếp cắt đứt lời của ổng, một cái nhấc tay mà thôi. Sở Trần và Tống Thu rời khỏi thư phòng. Đối với Sở Trần mà nói, phá một linh nhân phụ cốt thuật nho nhỏ, đúng là một cái nhấc tay. Nhưng mà, đối với Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, đối với Hoàng Phủ gia mà nói, không khác gì ân lớn trời ban. Một tiếng sau. Hoàng Phủ Hoa Ngọc ngưng thần nín thở, thật cẩn thận rút toàn bộ kim châm trên người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ra, sau đó nhìn chàm chú vào Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cảm giác như thế nào. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhắm mắt lại, một lát sau, nhẹ nhàng mở ra. Tay nâng lên một chút, đỡ ta đứng lên. Dưới sự dìu đỡ của Hoàng Phủ Hoa Ngọc, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ngồi dậy, hai chân đặt trên mặt đất. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cố gắng kiềm chế chờ mong trong lòng. Hít một hơi thật sâu. 15 năm. Một lão võ giả vốn còn có thể đi bộ như bay, ước chừng ngồi trên xe lăn 15 năm, cảm giác này, người bên ngoài làm sao có thể cảm nhận được. Sâu trong nội tâm Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên có một loại kinh hoàng, lo lắng không yên. Ông sợ hai chân mình rơi xuống đất, vừa đứng lên, lại cảm nhận được cỗ đau đớn của kia. Trong đầu, theo bản năng hiện lên bộ dạng Sở Trần vừa rồi vẽ bùa châm cứu. Trước khi rời đi, Sở Trần vô cùng tự tin, nhất định có thể. Không có vấn đề gì. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên đẩy Hoàng Phủ Hoa Ngọc ra. 15 năm đau đớn đã phải chịu đựng. Lão tử đã là lão già 97 tuổi, cho dù thất bại, lại một lần nữa chấp nhận loại cảm giác này, vậy thì như thế nào? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên đứng một chỗ. Không khí trong thư phòng phảng phất trong nháy mắt này ngưng động, yên tĩnh. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đứng lên. Thân hình Hoàng Phủ Hoa Ngọc tựa như bị điện giật run rẩy, nhìn về phía trước. Một lúc lâu sau, hốc mắt Hoàng Phủ Hoa Ngọc đỏ lên, nhịn không được rơi lệ. Đứng được rồi, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lấm bầm, giàu tóc bạc đang phát run, đi một bước, lại đi về phía trước một bước, thật sự đứng lên được rồi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh không thể khống chế cảm xúc của mình, ngửa đầu, cười ha ha, khóe mắt có nước mắt. Hoàng Phủ Hoa Ngọc cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vô cùng kích động, còn phải thông báo cho mọi người trở về. Chư CMG 748. Xe tải bay nhanh một đêm này, Hoàng Phủ gia cả đêm không ngủ. Lâu gia tử Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ngồi trên xe lăn 15 năm đột nhiên đứng lên được,
Tin tức này, khiến con cháu Hoàng Phủ Gia đều kinh hãi, chợt mừng rỡ như điên, thân ở bên ngoài, nhận được tin tức, suốt đêm chạy về Hoàng Phủ Gia. Lão gia tử đứng được rồi. Trời ơi, đây là điềm lành trời ban cho Hoàng Phủ Gia chúng ta sao? Con trai Hoàng Phủ Hòa Ngọc là Hoàng Phủ Tịch sợ ngây người, vừa từ quán ba đi ra, hưng phấn chạy về nhà. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, là một đỉnh cao của Hoàng Phủ Gia, mỗi người đều kính ngưỡng. Bên trong xe, Tổng Thu lái xe, trở về Tống Gia. Anh Dế, tối nay Hoàng Phủ Lão Gia Tử gọi anh tới, nói cái gì? Tống Thu tò mò hỏi, em nghe Hoàng Phủ Thúc nói là có chuyện tốt gì, nhưng cụ thể hắn không nói. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biết. Sở Trần mỉm cười, Tống Thu, tôi chỉ là một người phụ trách lái xe. Đi qua cao tốc Hoàn Thành, xe tiến vào Thiền Thành, chạy về phía Tống Gia. Bỗng nhiên, ven đường sóc này một chút, truyền đến một tiếng ầm ầm. Mẹ kiếp, Tống Thu theo bản năng hô một tiếng, tảng đá lớn như vậy mọc ra lúc nào. Sở Trần ngồi trong xe, không nhúc nhích, trước tiên đừng mở cửa. Nghe vậy, thần sắc Tống Thu ngưng động lại, nhất thời phản ứng lại, sắc mặt khẽ biến, có người muốn tói giết anh. Một bức thiên cơ huyền đồ mua mạng Sở Trần. Tinh thần Tống Thu nhất thời càng thẳng đến cực hạn, hắn tưởng tượng ra một cục diện. Sau khi tự minh đẩy cửa xuống xe, bị súng máy bắn, trực tiếp ngã xuống đất chết, không tự chủ được giật mình một cái. Tổng Thu theo bản năng cúi đầu một cái, anh rể, làm sao bây giờ? Lực chú ý của Sở Trần quét qua xung quanh, thử xem xe còn có thể khởi động hay không. Bị kẹt rồi, Tống Thu thần sắc trầm thấp. Đừng hoảng sợ, đợi đi. Sở Trần nói, nhưng, cũng chuẩn bị sẵn sàng để nhảy ra khỏi xe. Đèn đường này hình như cũng bị phá hủy. Mờ mịt không ánh sáng, toàn bộ con đường thẳng tắp yên tĩnh không tiếng động. Gió lớn thổi bay, cuốn lên những chiếc lá rụng trên mặt đất. Chợt, lá rụng sắc bén, lao về phía cửa sổ xe, trong lúc tốc độ ánh sáng, Sở Trần đá mở cửa xe, cầm lấy túi, lấy ra một tấm bùa, nắm ở lòng bàn tay, vỗ về hướng lá rơi. Phái thiên cơ, đôi mắt Sở Trần đột nhiên sắc bén, đối phương động thủ trong nháy mắt, Sở Trần cũng đã phát hiện ra. Đây là một loại chiêu thức thao túng không gian hiếm thấy trong thủ đoạn kỳ môn. Trong cửu huyền kỳ thuật, đối với thuật thao túng không gian cũng không có nghiên cứu quá nhiều. Sở Trần cũng không phải rất hiểu phái thiên cơ, nhưng từ bây giờ có thể đoán được, thuật thao túng không gian, thuộc về một loại trong kỳ môn thiên cơ thuật, từng mảnh lá rụng bay tới, giống như từng thanh phi đao. Phá không tập kích, thật không hổ là môn phái kỳ môn ngày xưa có thể tranh phong với cửu huyền môn. Bùa trong tay Sở Trần nổ tung. Đánh bay mấy chiếc lá rụng trước mặt, lập tức thi triển càn khôn bộ, chân đạp càn khôn, tay đầy ảm dương, quy định phạm vi hoạt động. Lá rụng từ bốn phương tám hướng bay lên đến trước mặt Sở Trần chưa đầy một mét dừng lại, nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng bị Sở Trần vỗ xuống. Ánh mắt Sở Trần nhìn chàm chú xung quanh, đệ tử phái thiên cơ cũng không có hiện thân. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ là thuật thao túng không gian cũng đừng ở trước mặt ta bày trò, đệ tử phái thiên cơ nếu như có chút khí phách. Liền đi ra cùng ta đánh một trận, nếu không, phái thiên cơ, không bằng đổi tên thành phái rụt đầu đi. Xung quanh không có phản hồi. Lúc này, Tống Thu cũng thật cẩn thận đẩy cửa ra, hắn tận mắt nhìn thấy hình ảnh lá vừa mới dụng công kích Sở Trần, thần sắc có chút sợ hãi, anh rể, bọn họ đâu. Tống Thu cũng theo bản năng liếc nhìn xung quanh một cái, đèn đường đều bị phá, một mảnh đen kịt, từng đợt gió thổi tới, khiến hắn có loại cảm giác ảm u. Một màn vừa rồi. Tống Thu tự hỏi, nếu là chính hắn, đã sớm xong đòi rồi. Sở Trần đứng bên cạnh xe, nhìn chú nung gờ quanh bốn phía, mớ miệng nói, cậu cầm cái kích ra, trước tiên rời tảng đá kẹt dưới gầm xe đi. Tống Thu khỏng hỏi nhiều, lập tức gật đầu, lấy ra giá ba chân màu đỏ đặt ở phía sau xe hơn 10 mét, sau đó mớ đèn bắt đầu bận rộn. Trong bóng tối, hai ánh mắt đang nhìn chăm chú vào Sở Trần. Tiếu sư muội, ngươi làm sao đột nhiên động thủ? Thanh niên bên cạnh hạ thấp thanh âm, đại sư huynh không phải đã nói, chúng ta tạm thời chỉ là theo dõi Sở Trần, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đêm nay có thể hay không sẽ đánh rắn động cò. Con rắn Sở Trần này vốn đã sợ hãi, ở trong trạng thái thần hồn nát thần tính, chúng ta đánh hay không có gì khác nhau, ta chỉ muốn thảm dò thực lực của hắn một chút mà thôi. Triệu Xuân Yến bĩu môi, sau đó mím chặt đòi môi đỏ mọng lại, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, nhìn Sở Trần xa xa. Lực phản ứng quả thật không tệ, thực lực của ta và Ngô Y thật đúng là rất khó đối phó được hắn, chỉ có đại sư huynh ra tay. Thanh niên bên cạnh họ Hà, tên Tất Ninh, trong thế hệ thanh niên phái thiên cơ lần này, thực lực có thể xếp hạng top 5,
Trong top 5, tuổi của hắn nhỏ nhất, cho nên cũng là một trong những kỳ tài thiên phú nhất phái Thiên Cơ. Hà Tất Ninh gật gật đầu, vừa định nói chuyện, ánh mắt trong lúc bất chợt liếc về phía xa xa, khẽ hô một tiếng, tiểu sư muội, người xem bên kia, vù vù. Một chiếc xe tải phóng nhanh không hề báo trước mà vọt ra, đèn xe chói mắt vô cùng, phát ra thanh âm trầm thấp, càng ngày càng nhanh. Xe tải cách vị trí Sở Trần dừng xe chỉ hơn 100 mét. Với tốc độ của chiếc xe tải lớn này, nếu không giảm tốc độ, không quá vài giây sẽ trực tiếp đụng phải xe của Sở Trần. Trời giúp ta, ánh mắt Triệu Xuân Yến sáng lên, chúng ta không cần chờ đại sư huynh ra tay. Hà Tất Ninh cũng trong nháy mắt hiểu được ý tử của Triệu Xuân Yến, hai người đồng thời động thủ. Mượn đao giết người, cuồng phong dâng lên, lá cây xanh ven đường bị thổi bay, trong nháy mắt, giống như mũi tên nhọn bay về phía Sở Trần, dày đặc vô cùng, mục đích của bọn họ không phải là đánh chết Sở Trần, mà là kéo dài thời gian Sở Trần thoát khỏi hiện trường, cho dù chỉ có ngắn ngủn vài giây, cũng đủ để cho Sở Trần tan xương nát thịt. Sở Trần vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, lúc này ngẩng đầu lên, bốn phương tám hướng, lá như đao, thế công như thủy triều. Cơ hồ đồng thời, phía sau truyền đến một chùm ánh sáng mãnh liệt. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Sở Trần đột nhiên quay đầu lại. Một chiếc xe tải lớn, giống như mãnh thú đột nhiên xuất hiện trong đêm tối, đèn xe phảng phất như một đôi mắt chảy máu, phát ra thanh âm oanh oanh, lao về phía anh, giữa không trung, một bộ phận cánh quạt xoay tròn dán lên kính đầu xe tải lớn, hoàn toàn chặn tầm mắt của tài xế. Tuy nhiên, ngay cả Triệu Xuân Yến và Hà Tất Ninh trốn trong bóng tối cũng không nghĩ ra là, mặc dù vậy, tài xế xe tải không có dấu hiệu đạp phanh. Xe, chạy về phía trước với tốc độ cao nhất, hắn cũng tới giết Sở Trần. Triệu Xuân Yến kinh hô, thốt ra, mở to đôi mắt, nhìn chiếc xe tải lớn đâm vào Sở Trần tốc độ ánh sáng. Sở Trần tỉnh táo đến cực hạn, hét lớn một tiếng, tiểu thu. Đồng thời, sức lực của Sở Trần toàn bộ bộc phát, một cú đấm công kích lá xung quanh vỡ vụn, thi triển thân pháp, cửu huyền bí thuật, thu nhỏ mặt đất lại thành một tấc. Một tay nắm lấy tống thu, thân ảnh Sở Trần giống như quỷ mị né tránh 3 mét. 3 mét này, chính là khoảng cách giữa sống và chết. Chiếc xe tải lớn gần như dán sát vào người Sở Trần, gào thét mà qua, hung hăng đụng vào trên xe tống thu. Chạy, cả người tống thu gần như là ở trong trạng thái mơ hồ. Bị Sở Trần bắt được, gần như là kéo rời khỏi hiện trường. Vừa mới ổn định gót chân, liền truyền đến thanh âm nổ tung ầm ầm, tống thu lập tức bừng tỉnh, quay đầu lại, ánh mắt trợn lớn đến cực hạn, đồng thời, một cỗ cảm giác sợ hãi từ đỉnh đầu tràn vào, chui vào lòng bàn chân, sau đó nổ tung ra, trải rộng khắp toàn thân. Nếu như không phải anh rể phản ứng nhanh, đêm nay cái mạng nhỏ này của hắn, mất rồi. Cho dù không bị đụng chết, giờ phút này cũng bị vụ nổ cuốn vào trong biển lửa. Tống thu cảm giác cả người đều lạnh như băng, cậu lập tức báo cảnh sát, đồng thời coi chừng hiện trường. Thanh âm của Sở Trần vang lên bên tai Tống Thu. Khi Tống Thu phản ứng lại, Sở Trần đã không thấy đâu. Tống Thu vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát. Dưới bóng đêm, hai đạo thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Thân thù này của Sở Trần, chúng ta đối đầu với hắn, không hề có lực đánh trả. Hà Tất Ninh nói, chỉ có đại sư huynh xuất thủ, mới có cơ hội bắt hắn. Sớm biết chiếc xe tải kia cũng muốn mạng của hắn. Ta liền không khống chế lá đi che tầm mắt của tài xế xe tải. Triệu Xuân Yển hận đến cằn giảng, tài xế xe tải hiển nhiên ỏm thủ đoạn công kích tự sát, nếu tầm mắt không bị cản trở, lục ấy hơi đánh tay lái, có thể nghiền Sở Trần thành thịt vụn. Đáng tiếc, thao tác của mình, lại trời đất xui khiến, còn cứu Sở Trần một mạng. Hà Tất Ninh đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước. Khuôn mặt Triệu Xuân Yến cũng trầm xuống, theo bản năng lui về phía sau một bước, Sở Trần. Sở Trần chặn đường đi của hai người vội vã đi đâu như vậy, khuôn mặt Sở Trần lạnh như băng, trong nháy mắt vừa rồi, cựu tử nhất sinh, Tống Thu thiếu chút nữa muốn chui vào để di chuyển tảng đá lớn kia, nếu xe tải lớn xuất hiện, Tống Thu đợi ở dưới gầm xe, như vậy, cho dù Sở Trần có thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào thay đổi vận mệnh Tống Thu bị nghiền ép. Triệu Xuân Yến và Hà Tất Ninh liếc nhau một cái, hai người quyết đoán ra tay, vây đánh Sở Trần. Sở Trần thần sắc lạnh lùng, đáp lại sắc bén, lấy một địch hai. Phái Thiên Cơ, Sở Trần vốn không thù không oán với bọn họ, nhưng Phái Thiên Cơ vừa xuất hiện liền muốn đẩy anh vào chỗ chết. Quân Tí Tỷ cũng nói Phái Thiên Cơ từng bại bởi Cửu Huyền Môn, giữa hai mòn phái lớn này nhất định có không ít ân oán. Đã như vậy, đêm nay anh liền đại diện Cửu Huyền Môn, lấy một mạng trước.
bịch, 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 ba người chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ nói về công phu quyền cước, Triệu Xuân Yến thêm Hà Tất Ninh, đều không phải là đối thủ của Sở Trần. Sở Trần rất nhanh liền đánh cho hai người liên tục lui về phía sau. Trong mắt các người, mạng người như cỏ rác. Sở Trần lạnh lùng mớ miệng, thương nhân thư họa kinh thành Hoàng Chí Ca bị diệt môn, một nhà bảy người, chỉ sợ cũng chết trong tay các ngòi đi. Đất đá bay mù trời. Triệu Xuân Yến đột nhiên thi chiến kỳ môn thiên cơ thuật, trong nháy mắt, cuồng phong bay lên, cát bay bao trùm, thanh âm đá phá không cũng vang lên. Trong tay Hà Tất Ninh cũng xuất ra một tấm bùa, hóa sơn. Bùa bay về phía Sở Trần, một tấm bùa nhìn như nhẹ nhàng, có trọng lượng như ngàn cân. Quá trình hai người hợp tác giống như nước chảy mây trôi, nhanh chóng vô cùng, sau khi hoàn thành tất cả, trực tiếp xoay người rời đi. Bọn họ đã thăm dò qua thực lực của Sở Trần, cũng không hy vọng xa vời bằng vào hai chiêu kỳ môn thuật này có thể đánh bại Sở Trần, chỉ cần ngăn chớ Sở Trần cho bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn. Dù sao, người thật sự muốn ra tay đối phó Sở Trần, là đại sư huynh Khưu Lãm. Phía sau truyền đến thanh âm lớn, rất nhanh, hơi thở của Sở Trần đang đến gần. Hà Tất Ninh sắc mặt thay đổi mãnh liệt, tiểu sư muội, chúng ta như vậy chỉ sợ trốn không thoát. Chạy đến nơi có người, Triệu Xuân Yến quyết đoán thay đổi phương hướng, hiện tại mặc dù đã là rạng sáng, nhưng có một số đường phố vẫn có không ít người đi lại. Tốc độ của Sở Trần nhanh hơn, chặn hai người lại. Sở Trần, Triệu Xuân Yến vừa muốn mở miệng, bị Sở Trần trực tiếp cắt ngang. Ta mặc kệ ngươi là ai, cho dù là vợ của trường mỏn phái thiên cơ cũng được, đêm nay khoanh tay chịu trói, có thể bót chút khổ sở. Thần sắc hai người trầm xuống, bùa trong tay Hà Tất Ninh xuất hiện, hóa sơn. Hai tấm bùa giống như hai ngọn núi va chạm Sở Trần chân đạp càn khốn, thi triển bí thuật, đồng thời phá nát hai tấm bùa, một tay đã đặt trên vai Hà Tất Ninh. Hà Tất Ninh khuôn mặt đại biến, thân thế đột nhiên co rụt lại, muốn tránh tay Sở Trần. Nhưng bả vai trong nháy mắt trầm xuống, truyền đến cảm giác đau nhức, xương cốt trên bả vai tựa hồ bị bóp nát, Sở Trần lại một quyền nặng nề đánh vào sau lưng Hà Tất Ninh. Hà Tất Ninh lảo đảo xông lên trước, dưới va chạm mạnh, ngã sấp một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Triệu Xuân Yến thần sắc kinh hãi, không quan tâm Hà Tất Ninh, xoay người muốn chạy. Người của phái thiên cơ, đều không có nghĩa khí như vậy sao? Sở Trần ra tay, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Đánh ngã Triệu Xuân Yến xuống đất, khỏng đợi Triệu Xuân Yến đứng lên, Sở Trần cũng đã sải bước đi lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Triệu Xuân Yến cùng Hà Tất Ninh, dùng thiên cơ huyền đồ để mua mạng của ta, là ai? Triệu Xuân Yến lắc đầu, chúng tôi cũng không biết. Sở Trần cười lạnh, vừa muốn động thủ, Hà Tất Ninh lởn tiếng hô lên, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi so với anh càng muốn biết người kia là ai, lấy lại thiên cơ huyền đồ. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, lúc này chuông điện thoại di động của Sở Trần vang lên. Cỏ đào, Sở Trần nhận điện thoại, trước khi đi truy kích hai người này, Sở Trần gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào trước, lấy thân phận cá nhân của anh. Nửa đường gặp phải ám sát, một cuộc tấn công tự sát trên xe tải lớn. Sở Trần ở trong điện thoại nói ngắn gọn mấy câu, làm nội tâm Giang Ánh Đào chấn động, không quan tâm nhiều, Giang Ánh Đào thông báo cho một tổ đột kích cục đặc chiến, lập tức xuất phát. Anh đang ở đâu? Thanh âm Giang Ánh Đào lo lắng, Sở Trần lập tức nói ra vị trí của mình. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Xuân Yến cùng Hà Tất Ninh sắc mặt khó coi nhìn Sở Trần, Triệu Xuân Yến cố gắng kiềm chế khủng hoảng trong lòng, Sở Trần, anh tha cho chúng tôi bảo đảm phái thiên câu không làm khó anh nữa, chúng tôi chỉ vì lấy lại thiên cơ huyền đồ mà thôi. Có gì giữ lại nói với cảnh sát đi, Sở Trần cười lạnh, một nhà bảy người bị diệt môn án ở kinh thành, tôi tin nhất định có liên quan đến các người. Còn có công kích liều chết của xe tải lớn đêm nay, phải thiên cơ làm việc, thật sự không từ thủ đoạn a. Vừa dứt lời, khuôn mặt hai người biến ảo, một lúc lâu sau, Hà Tất Ninh trầm giọng mỏ, miệng, mặc kệ anh có tin hay không, chiếc xe tải tối nay cùng phái thiên cơ tôi không có bất kỳ liên quan gì. Tầm mắt Sở Trần nheo lại, nhìn chằm chằm Hà Tất Ninh. Một lát sau, Sở Trần hiểu được, vậy chính là nói, vụ án diệt môn ở Kinh Thành, đúng là các người làm. Anh, Hà Tất Ninh tức giận. Đây là ý hắn muốn biểu đạt sao? Sở Trần, giữa chúng ta là kỳ môn tranh đấu, anh thông báo cho cảnh sát tới là có ý gì? Triệu Xuân Yến lạnh lùng mở miệng, cửu huyền môn đấu không nổi sao? Sở Trần mỉm cười, có nghe qua một câu hay không, dưới thiên hạ chẳng lẽ là hoàng thổ, cửu huyền môn cùng phái thiên cơ các ngươi không giống nhau, chúng ta là sứ giả công bằng,
hiện thân chính nghĩa, đối phó các người, đương nhiên phải dùng thủ đoạn dứt khoát nhất. Triệu Xuân Yến nhìn Sở Trần, nghiến răng nghiến lợi. Người của Cửu Huyền Môn, quá mức đáng ghét. Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát dồn dập truyền đến. Triệu Xuân Yến cùng Hà Tắt Ninh liếc nhau một cái, hai người tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn phẫn nộ nhìn Sở Trần, nhưng trong lòng đều âm thầm cười trộm. Trong tay Sở Trần, bọn họ rất khó đào thoát, nhưng mà, trước mắt cảnh sát bình thường, bọn họ chỉ cần dùng thủ đoạn một chút là có thể chạy mất. Sở Trần đứng lên, mấy chiếc xe cảnh sát cũng dừng lại cách đó không xa bên cạnh anh, cửa xe mở ra, một đám thành viên tố đột kích trang bị vũ trang hạng nặng đi xuống xe. Thân thế Hà Tất Ninh run lên, vẻ mặt hoàn toàn ngưng động lại, đôi môi đỏ rực của Triệu Xuân Yến dường như cũng lập tức tái nhợt, vừa định đứng lên, lại ngã ngồi trên mặt đất. Nói thật, hai người các người nếu như có thể từ trong tay tổ đột kích cục đặc chiến trang bị vũ trang hạng nặng chạy trốn, tôi cũng chỉ có thể viết một chữ phục các người. Sở Trần híp mắt, ánh mắt nhỏ nhắn của hai người này làm sao có thể che giấu được anh. Đáng tiếc, Sở Trần gọi tới cũng không phải là cảnh sát bình thường, mà là tổ đột kích trong bộ phận hành động đặc biệt của Trung Quốc. Còng tay lạnh như băng khóa Triệu Xuân Yến và Hà Tất Ninh. Cô Đào, bọn họ rất có thể chính là một trong những hung thủ của vụ án diệt môn gia đình 7 người Hoàng Chí Ca, có chút thủ đoạn đặc biệt, khi áp giải bọn họ trở về nhất định phải cẩn thận chú ý. Sở Trần dặn dò, về phần sau khi trở lại cục đặc chiến, Sở Trần đương nhiên không cần lo lắng, trong cục đặc chiến không thiếu người có năng lực, đường đường môn chủ Vu Thần Môn Ninh Quân Hà sau khi bị bắt, còn không phải là thành thật, một chút động tĩnh cũng không có, chờ xét xử. Giang Ánh Đào tâm thần chấn động, lập tức phái người nhanh tay nhìn chằm chằm hai người. Trong điện thoại Sở Trần không nói quá mức chi tiết, nếu như hai người trước mắt thật sự là sát hại một nhà 7 người Hoàng Chí Ca, như vậy đối với vụ án này có thể nào ồ là một bước đột phá cực lớn. Trước khi lên xe, Triệu Xuân Yến còn hung hăng liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, ánh mắt mang theo oán hận. Sở Trần xem thường, đêm nay đối phương muốn mạng của anh, cách làm của anh đớ đủ nhân từ, nếu là trường hợp khác mà nói, Sở Trần chưa chắc sẽ không giết. Điện thoại của Tống Thu gọi tới, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, Tống Thu cũng bị bắt giữ. Vừa đi vừa nói, Sở Trần biết Giang Ánh Đào có rất nhiều nghi vấn. Lúc này quyết đoán mở miệng, cùng Giang Ánh Đào lên một chiếc xe, vừa rồi hai người Triệu Xuân Yến đớ trốn ra khỏi hiện trường vụ án 2 cây em. Sở Trần ở trong xe kể lại chuyện đêm nay với Giang Ánh Đào. Nhưng cũng không kể thủ đoạn kỳ môn của phái Thiên Cơ. Chỉ nói gặp phải mưu đồ cùng với xe tải lớn liều chết công kích. Giang Ánh Đào thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đây mới chỉ là ngày thứ hai video ngắn kia xuất hiện. Đã xảy ra chuyện tập kích ám sát ác liệt như vậy, nếu cứ để mặc như vậy, tính mạng của Sở Trần quả thật sẽ bị uy hiếp thật lớn. Nhất là sau khi đến hiện trường, nội tâm Giang Ánh Đào càng thêm mãnh liệt chấn động. Hiện trường thảm khốc, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cả hai chiếc xe gần như bị thiêu rụi đến mức chỉ còn lại khung bị méo mó, dây cách lý được kéo xung quanh. Anh rể, em ở đây. Tống Thu thấy Sở Trần đến, lập tức tinh thần chấn động, vội vàng hô to. Cô Đào, làm phiền cô rồi. Sở Trần mở miệng, Giang Ánh Đào gật gật đầu, đi qua thương lượng, rất nhanh, dẫn Tống Thu trở về, hai người có thể đi, nhưng, chuyện đêm nay cũng nhắc nhở tất cả chúng ta, Sở Trần, tình hình của anh so với tưởng tượng của chúng tôi còn nguy hiểm hơn nhiều, anh thật sự không cần xin cục đặc chiến bảo vệ sao? Sở Trần từ chối, yên tâm đi cô Đào, trong lòng tôi hiểu rõ. Sở Trần nghiêng người nhìn về phía chiếc xe tải lớn giữa đường, ở vị trí lái xe. Lính cứu hỏa đang nghĩ cách di chuyển thi thể bên trong đã bị thiêu cháy ra ngoài. Anh đột nhiên nghĩ tới lời vừa rồi Hà Tất Ninh nói, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc xảy ra vụ án, Sở Trần cũng tin lời Hà Tất Ninh nói, nếu như xe tải thật sự là bọn họ an bài bọn họ không cần phải dùng lá để ngăn cản tầm mắt của tài xế xe tải lớn, rất rõ ràng đêm nay bọn họ muốn mượn đao giết người. Vậy, đó là ai? Sở Trần nhẹ nhàng nhíu mày. Trong lúc bất chợt có loại cảm giác thiết lập kẻ thù quá nhiều, đếm không xuể. Hiện tại còn chưa thể xác nhận thân phận của người này, chờ ngày mai có kết quả, tôi sẽ nói cho anh biết. Giang Ánh Đào suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động mở miệng, không bằng tôi đưa hai người trở về đi. Tống Thu nhất thời mừng rỡ, vậy thì cảm ơn cô Đào. Trên đường trở về, Giang Ánh Đào lại mò, mịt ám chí Sở Trần có thể xin cục đặc chiến bảo vệ, Sở Trần cũng không có đáp ứng. Bản thân Sở Trần chính là một thành viên thiên võng điện của cục đặc chiến, dựa vào thực lực mà nói, anh quả thật không cần thành viên cục đặc chiến bình thường bảo vệ,
càng có thể xuất hiện nguy hiểm không rõ, Sở Trần càng không hy vọng liên lụy đến người khác. Ví dụ như loại tình huống đêm nay, nếu trong xe có thêm vài người, anh cũng không kịp cửu. Về đến Tống gia, đại sảnh, mọi người Tống gia đã sớm bị đánh thức bởi Tống Thu gọi điện thoại sau khi xảy ra chuyện, thấy Sở Trần cùng Tống Thu bình an trở về, mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều quay về nghỉ ngơi trước đi. Tống Tả Dương ra hiệu, Sở Trần và Tống Nhan trở về biệt thự. Sở Trần, bắt đầu từ ngày mai, anh vẫn là ít ra ngoài đi. Tống Nhan trầm mặc một hồi, nghiêm túc mở miệng, anh không cần lo lắng cho em sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi biết được đêm nay xe tải lớn liều chết tấn công, mí mắt Tống Nhan vẫn liên tục giật. Thực lực của Sở Trần rất mạnh, nhưng cũng không phải đao thương bất nhập, kim cương không hỏng, không sợ một vạn chỉ vạn nhất, Tống Nhan cảm thấy, vẫn là ở trong nhà an toàn. Sở Trần hai tay khẽ nắm chặt hai má Tống Nhan, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng mê người, khuôn mặt mím cười nói, yên tâm đi, em cũng không phải không biết, chồng em lợi hại đến mức nào. Tống Nhan còn muốn mở miệng, nhưng, một đêm trôi qua. Ngôi nhà cho thuê trong thành phố, vài tên đệ tử phái Thiên Cơ Thần Sắc nghiêm trọng ngồi vây quanh một bàn. Tiếu sư muội cùng Hà sư đệ một đêm không về, phương thức liên lạc cũng hoàn toàn không có phản hồi, khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Một người vô cùng lo lắng, tối hôm qua trên đường về nhà có người ám sát Sở Trần, cuối cùng thất bại, không biết có thế cùng tiểu sư muội bọn họ có liên quan hay không. Khưu Lâm trầm mặt, Thiên Cơ huyền đồ còn chưa tìm được, tiểu sư muội lại mất tích, điều này khiến cho hắn ản nói với sư phụ như thế nào. Tầng 21 của tòa nhà Kim Bài, ngày thứ hai nam thư ký của Tống Nhan chính thức ra mắt, trong phòng làm việc, Tống Nhan cũng vui vẻ thanh nhàn, thư ký có việc làm. Dược phẩm Bắc Trần dưới sự hộ tống của Linh Bảo Đường, đã thuận lợi tiến vào quỹ đạo, tuy rằng tạm thời chỉ kinh doanh một loại sản phẩm, nhưng đã đủ nuôi sống dược phẩm Bắc Trần. Về phần sản phẩm thứ hai của Bắc Trần, sau khi Sở Trần nói ra, Bắc Trần ở vào trạng thái mong đợi. Sau khi bận rộn xong, Sở Trần ngồi xuống pha trà, hạ bắc đấy cửa phòng làm việc ra, sau đó xác định Sở Trần cùng Tống Nhan không có ở, khanh khanh ta ta. Mới ổn định tinh thần cất bước đi vào. Dù sao cơm chó này sẽ khiến người ta đau lòng. Trần ca, nghe nón tối hôm qua xảy ra chuyện lớn. Thần sắc Hạ Bắc vẻ mặt nghiêm túc, Sở Trần xua tay, không sao, cảnh sát sẽ xử lý tốt. Hạ Bắc liếc mắt nhìn Sở Trần một cái. Lái xe trên đường đều có thể gặp phải tập kích kiểu tự sát, Trần ca lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Quả nhiên là người tài cao gan lớn. Thực tế, Sở Trần cũng đang chờ tin tức của Giang Ánh Đào. Nếu như xe tải lớn không phải do phái Thiên Cơ an bài, đến cuối cùng sẽ là ai, lại trùng hợp như vậy xông lên khi xe của mình vừa vặn bị kẹt trên đường. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành 1, 2, 3, 4, bằng 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 Sở Trần trầm tư. Thiên Cơ huyền đồ, quả thật mang đến cho anh không ít nguy cơ an toàn vô hình. Trên đời này không bao giờ thiếu những người ưa mạo hiểm. Mặc dù người phía sau màn còn chưa có động tĩnh bước tiếp theo, cư nhiên có người khẩn cấp ra tay muốn đẩy anh vào chỗ chết. Tôi nghe nói, sáng sớm hôm nay, Bạch Gia, La Gia, Lê Gia, đều đã hẹn tham dự vân đấu của các tập đoàn gia tộc ở quảng trường cô. Hạ Bắc nói, Trần Ca vừa giành được thắng lợi của vân đấu, thắng được trảm triệu tiền thưởng, liền bị uy hiếp chết, bọn họ là nghi phạm lớn nhất. Sở Trần tầm mắt khẽ híp lại. Tự mình lắc đầu, hẳn là không phải là bọn họ. Theo Sở Trần thấy, thủ án của Minh với mấy nhà này còn không đến mức để cho bọn họ buông tha Thiên Cơ huyền đồ để đổi lấy tính mạng của anh. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Cơ huyền đồ hắn là quan trọng hơn. Hai người vừa uống trà vừa tán gẫu, cho đến khi cửa phòng làm việc lại bị gõ. Bắc Trần có khách đến bất ngờ. Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên, thân là phụ nữ, khứu giác nhạy cảm khiến Tống Nhan ngồi bên cạnh Sở Trần trước tiên. Cặp song sinh trước mắt này hoàn toàn có thể trở thành giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Để tôi giới thiệu chút, họ là chị em đến từ phòng khám trung y Liễu Gia Dương Thành. Sở Trần Chí vào bên trái, đây là chị gái Liễu Mạn Mạn, bên cạnh vị kia là em Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên, tại sao có thể nhìn một cái là nhận ra? Cô cùng chị từ quần áo thần thái đều giống nhau như đúc, hai người còn chưa mở miệng, Sở Trần dĩ nhiên liếc mắt một cái liền phân biệt ra. Tôi muốn cặp song sinh này làm gì? Liễu Thiên Thiên có chút hoài nghi đời người. Tống Nhan khuôn mặt mỉm cười đứng lên, xin chào mọi người, tôi là Tống Nhan.
Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên ngồi ở bên kia sofa, Liễu Mạn Mạn cũng một mực nhìn chảm chú đánh giá Tống Nhan, chuyện xưa của hai người tôi đớ nghe qua, Tống Tam tiểu thư quốc sắc thiên hương, khó trách có thể khiến cho Sở Trần ái mộ như vậy, tự nguyện ở Tống gia làm con rể ở rể. Liễu Mạn Mạn nở nụ cười, những lời này của tôi cũng không có chút chê bai nào, tôi vô cùng hâm mộ. Nếu chuyển lên màn ảnh, chẳng phải là một câu chuyện Đường Bá Hổ điểm thu hương, chẳng qua là Đường Bá Hổ bán thân làm nô, mà anh sỏ, là con rể ỏ, rể, cũng là câu chuyện hay a. Một câu nói của Liễu Mạn Mạn kéo gần khoảng cách giữa cô và Tống Nhan, hai cô gái nhanh chóng trò chuyện náo nhiệt. Sở Trần cũng rất nhanh hiểu được mục đích của hai cô gái hôm nay đến dược phẩm Bắc Trần. Các cô cư nhiên là đại diện phòng khám trung y Liễu gia đến đàm phán kinh doanh với dược phẩm Bắc Trần. Phải biết rằng, địa vị ngành dược phẩm Dương Thành của phòng khám trung y Liễu gia còn hơn Hạ gia. Chị em Liễu gia thân là thiên kim của gia chủ Liễu gia đương đại, chủ động di tới dược phẩm Bắc Trần, đã bày ra thành ý cực lớn. Ngay cả Hạ Ngôn Hoan cũng vô cùng khách khí với hai chị em. Hai bên đàm luận tiến độ kinh doanh sỏ, Trần cũng không có hứng thú quá lớn. Ngay khi bọn họ đàm phán, điện thoại di động của Sở Trần rung lên. Sở Trần đi ra, nhìn thoáng qua, quả nhiên là Giang Ánh Đào đã gửi tin tức tới, nhưng, Giang Ánh Đào gửi cho, điếu giả, bởi vì manh mối của video ngắn là, điếu giả cung cấp, tất cả tình báo về manh mối này, Giang Ánh Đào đều gửi cho, điếu giả trước. Sở Trần nhanh chóng mỏ ra, tin tức đầu tiên chính là tối hôm qua Sở Trần bị tập kích, xe tải lớn liều chết tấn công. Thân phận tài xế xe tải không rõ. Nhưng trước khi trời sáng có người đến báo án, nói xe tải lớn của mình bị trộm vào đêm khuya, đã được xác nhận, đúng là chiếc xe tải xảy ra chuyện kia. Tin tức thứ hai, Cục Đặc chiến sơ bộ thẩm vấn Triệu Xuân Yến và Hà Tất Ninh, hai người đến từ một môn phái võ giả, hơn nữa tuyên bố Thiên Cơ Huyền Đồ Vổn đến từ môn phái của bọn họ. Nhưng mà, đối với vụ án diệt môn một nhà bảy người ở Kinh Thành, hai người đều cự tuyệt không thừa nhận. Tin tức thứ ba, tình báo mới nhất cho thấy. Lính đảnh thuê Hắc Liêm dũng mãnh tràn vào Trung Quốc với số lượng lớn, dự đoán là vì báo thù trước đó đã bại trong tay Sở Trần, cùng với, cướp lấy Thiên Cơ Huyền Đồ. Tin tức thứ tư, 10 bức tranh cổ của Trung Quốc, giá trị siêu tầm cực cao, có một bộ phận thế lực nước ngoài đối với việc này như hổ rình mồi, có lẽ sẽ động thủ tranh đoạt. Trong đầu Sở Trần phản thích rất nhiều tin tức Giang Ánh Đào đưa ra, lính đánh thuê Hắc Liêm lại xuất hiện ngược lại làm cho anh có chút bất ngờ. Kiều tập sát tự sát. Loại thủ đoạn này ngược lại có chút giống thủ pháp quen thuộc của một số kẻ liều mạng ở nước ngoài. Rất tốt, tiếp tục điều tra. Sở Trần trả lời một câu. Trong phòng làm việc, Giang Ánh Đào đột nhiên nhảy dựng lên, khiến Tư Đồ Tĩnh đối diện hoảng sợ. Điều giả khẩn ngợi tôi, Giang Ánh Đào mừng rỡ, đối phương chính là tiền bối đến từ Thiên Võng Điện A. Thật sao, Tư Đồ Tĩnh cũng ngạc nhiên mừng rỡ, lúc này là hàng hái 10 phần, chúng ta nhất định có thể tra được người phía sau màn. Giang Ánh Đào đồng dạng tràn đầy tự tin, một lần nữa ngồi xuống, đúng rồi, thiếu chút nữa quèn nói với Sở Trần một tiếng. Trong điện thoại di động của Sở Trần nhận được một tin tức gần giống vậy, giống như Giang Ánh Đào gửi tới. Sở Trần đột nhiên có chút lo lắng, ngộ nhỡ sau này không cẩn thận lấy thân phận Sở Trần dùng giọng điệu nói chuyện của, điếu giả, gửi tin nhắn cho Giang Ánh Đào, Giang Ánh Đào sẽ nghĩ như thế nào. Khóe miệng nhẹ nhàng co giật một chút. Trong thư Giang Ánh Đào gửi cho, điếu giả, giọng điệu vẫn rất tôn kính. Nếu cô biết Sở Trần chính là, điếu giả, tuyệt đối sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ hỏ, chui vào. Tính NSL, cô tiếp tục điều tra đường dây tiệm nét Thuận Thành, cho dù là mò kim đáy biển, cũng phải tìm ra nhân vật khả nghi. Giang Ánh Đào nói, tôi đến nơi tập sát tối hôm qua. Lúc Sở Trần trở lại phòng làm việc, chị em Liễu Mạn Mạn đã thay mặt phòng khám trung y Liễu gia ký kết hiệp ước với dược phẩm Bắc Trần. Từ nụ cười trên khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan, lúc này dược phẩm Bắc Trần nhất định có lợi nhuận rất lớn. Nhưng mà, Sở Trần luôn cảm thấy, mục đích của hai chị em sinh đôi Liễu gia hỏm nay đến Bắc Trần dược sẽ không đơn giản như vậy. Sở Trần đại khái nhìn thoáng qua hiệp ước hai bên ký kết. Bắc Trần trở thành đại lý sản phẩm dược phẩm đầu tiên của Liễu gia ở Thiền Thành, sẽ sản xuất bán ra 5 loại sản phẩm trung y của Liễu gia. Quả nhiên, sau khi hai bên ký kết hiệp ước, Liễu Mạn Mạn nói thẳng còn có chuyện muốn nói chuyện với Sở Tổng Cúa Bắc Trần. Hạ Bắc Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Trần. Hắn biết, Liễu gia không có khả năng vô duyên vô cớ đưa tới lợi ích lớn như vậy cho dược phẩm Bắc Trần. Tất cả đều dựa vào mấy trăm triệu anh Trần thu vào. Đương nhiên, Hạ Bắc tuyệt đối giữ bí mật trước mặt Tống Nhan, lập tức gật đầu.
quyết đoán đi ra ngoài. Thần sắc Tống Nhan cũng không thay đổi, đứng lên. Nhan Nhan, cô cũng đừng hiểu lầm, tôi có chuyện về thư họa muốn thính giáo Sở Trần, kỳ thật mọi người ở lại cũng không sao, chính là sợ trì hoãn thời gian của mọi người. Liễu Mạn Mạn nói, không sao, Tống Nhan cười khẽ, tôi vừa lúc có việc phải làm, hai người nói chuyện đi. Mấy người Tống Nhan vừa mới rời đi, cửa phòng làm việc đóng lại, Liễu Thiên Thiên liền khẩn cấp mở miệng hỏi, Sở Trần, tối hôm qua anh không sao chứ? Sở Trần nhìn hai người, buông tay, xem ra, hiện tại ánh mắt cả thành đều rơi vào trên người tôi, tin tức cũng chưa tung ra, hai người lại đều biết tôi gặp phải tập kích. Tình hình hiện tại của anh rất nguy hiểm. Liễu Mạn Mạn nghiêm mặt mở miệng, trừ phi tìm được thiên cơ huyền đồ, nếu không, anh đều có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi ngược lại muốn tìm được thiên cơ huyền đồ, đáng tiếc, một chút manh mối không có. Sở Trần bất đắc dĩ, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Liễu Mạn Mạn bắt đầu tiến vào chủ đề, Liễu gia có đường dây thuê sát thủ, chúng tôi muốn mỏi một sát thủ, giết anh. Sở Trần giật mình, chợt hiểu được ý tứ của Liễu Mạn Mạn, mỉm cười nói, cô muốn tôi giả chết để dẫn người ở chỗ tối đi ra. Người phía sau màn chỉ đáng một video trên mạng, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại, ngoại trừ đề cho anh giả chết, ngõ y phía sau màn chỉ sợ rất khó lộ đuôi ra. Liễu Mạn Mạn nói, Sở Trần trầm ngâm. Thay vì bị động bị tập kích, giả chết phản kích, cũng là một cách. Mục đích của Liễu gia cũng là vì thiên cơ huyền đồ. Sở Trần nghĩ đến nhiệm vụ của mình cùng đáp ứng điều kiện của Liễu Thiên Thiên, liền có chút đau đầu. Không thành vấn đề, Sở Trần nói, nhưng, hiện tại vẫn chưa được, phải chờ thời cơ thích hợp. Nghe vậy, Liễu Thiên Thiên nghi hoặc thời cơ thích hợp là khi nào? Sẽ nhanh thôi, Sở Trần không có giải thích nhiều lời. Anh đang chờ tuyên bố chính thức thân phận sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của mình, nếu trước khi tuyên bố đã truyền ra tin tức anh chết, vậy thì xấu hổ rồi. Hai chị em Liễu Mạn Mạn liếc nhau một cái, nhiều nhất 3 ngày, Sở Trần cho một kỳ hạn, hai bên nhanh chóng đạt được một thỏa thuận bằng miệng. Sở Trần giả chết, Liễu gia động thủ tiếp xúc với người sau lưng. Mục đích chỉ có một, dẫn rắn ra khỏi hang động. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, Hạ Bắc đi vào, vừa định nói chuyện. Phía sau liền có mấy người đi vào, 3 nam 1 nữ, âu phục dày da. Hạ Bắc nhíu mày một chút, 4 người nhìn Sở Trần. Một trong những người đàn ông mở miệng, chúng tôi là cảnh sát Mặc, muốn nói chuyện với anh về vấn đề đêm qua. Còn người phụ nữ đảo qua, trực tiếp mặt không chút thay đổi, những người không liên quan, tạm thời né tránh. Lông mày Liễu Thiên Thiên nhíu lại, móng tay suýt nữa giật giật, bị Liễu Mạn Mạn đè lại, nếu đã như vậy, chúng tôi trở về trước. Rất vui có thể hợp tác với Bắc Trần. Liễu Mạn Mạn nhìn ra thân phận của người tới không đơn giản. Không phải là quần áo cảnh sát bình thường. Liễu Thiên Thiên không tình nguyện bị Liễu Mạn Mạn mang đi. Hạ Bắc lo lắng nhìn Sở Trần một cái. Ra ngoài trước đi, Sở Trần thần sắc không sợ hãi. Anh đã biết thân phận người tới, tổ điều tra 15 cục đặc chiến, người đàn ông trung niên dẫn đầu. Chính là tổ trưởng tổ điều tra tố 15, Vạn Bảng Sơn. Đối với việc tới cửa của bọn họ, Sở Trần cũng không quá bất ngờ. Tuy rằng lúc ấy anh trước tiên nói tin tức video bị xóa kia nói cho Giang Ánh Đào, nhưng sau đó người phía sau màn dùng thiên cơ huyền đồ ám sát Sở Trần, hai tổ khác khẳng định sẽ nhận được tin tức. Mà tối hôm qua xe tải liều chết tấn công nổ tung mặc dù bị đè xuống, không có bất kỳ tin tức gì, nhưng đương nhiên cũng không thể gạt được tổ điều tra cục đặc chiến. Trong đó nhân vật mấu chốt nhất chính là Sở Trần. Sở Trần. Tôi nghĩ cậu đối với cục đặc chiến của chúng tôi hẳn là không xa lạ. Vạn Băng Sơn ngồi đối diện Sở Trần, vui vẻ mở miệng, quan hệ giữa cậu và tổ trưởng Giang rất tốt, chuyện tối hôm qua lớn như vậy, hai chiếc xe nổ tung, một mạng người, cậu lại còn có thế nghênh ngang về nhà. Sở Trần nhìn thoáng qua Vạn Băng Sơn, ngữ khí này, tựa hồ có chút không tốt. Tôi chỉ là nạn nhân, tối qua cũng bị hoảng sợ, cho nên tổ trưởng Giang bảo tôi về trước. Sở Trần trả lời. Trả lời vấn đề đi. Một bên, một người trực tiếp mở laptop ra, hai tay nhanh chóng vỗ bàn phím, trong miệng vừa nói, Sở Trần, 10 giờ tối hôm qua, anh ở nơi nào, làm cái gì, chuyện xảy ra trong lúc đó, tôi hy vọng anh nói rõ ràng đầu đuôi, dù sao, anh cũng hiểu rõ, sự tình trọng đại. Anh chỉ có hợp tác với chúng tôi, mới có thể tránh né càng nhiều nguy hiểm, nếu không, ai cũng không biết hung thủ ở chỗ tối khi nào động thủ. Sở Trần trầm ngâm một hồi. Mỏ, miệng trả lời, tối hôm qua tôi đến Hoàng Phủ ra làm khách, trên đường trở về, xảy ra chút ngoài ý muốn, sau đó đụng phải xe tải lớn tập kích,
sau đó báo cảnh sát. Cuối cùng Giang tổ trưởng sau khi hiểu rõ tình huống, để cho tôi trở về. Lông mày của mấy người đồng thời nhíu lại, đây là những tin tức mà họ có. Chẳng khác nào Sở Trần nói một đống vô nghĩa. Ngò ý thanh niên vốn hai tay đánh máy cũng ngừng lại, nhíu mày nói, chúng tôi cần biết chính là chi tiết. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành 1. 2, 3, 4, bằng 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 đây chính là chi tiết tôi đã trải qua, cụ thể còn có cái gì nữa? Các người không phải có thể hỏi Giang tổ trưởng hiểu rõ hơn sao? Tổ trưởng Giang từ tối hôm qua đã theo dõi vụ án này, hẳn là cô ấy đớn nắm được không ít manh mối. Sở Trần nói, Sở Trần, cậu phải rõ ràng một chút, chúng tôi đang suy nghĩ cho tính mạng an toàn của cậu. Vạn Băng Sơn trầm giọng mở miệng, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ba tổ điều tra cùng phụ trách điều tra vụ án Thiên Cơ Huyền, đi ăn ánh đào ỏ, tổ chín hiển nhiên đi trước hai tổ còn lại, bao gồm cả vụ nổ tối hôm qua. Giang Ánh Đào một tay dập tin tức xuống, Vạn Băng Sơn cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được. Điều này khiến cho Vạn Băng Sơn cảm thấy rất khó chịu. Vốn là bởi vì Thiên Cơ Huyền Đồ mà nôn nóng tâm tình, càng thêm tâm phiền ý loạn, dứt khoát dẫn người trực tiếp đi tói tòa nhà kim bãi. Manh mối máu chốt nhất của toàn bộ vụ án chính là Sở Trần. Chỉ cần theo dõi Sở Trần, liền có cơ hội phá án. Vạn Băng Sơn cũng không muốn ở trong miệng Sở Trần lấy được quá nhiều manh mối còn lại. Thẳng thắn nói, từ giờ trở đi. Tổ điều tra 15 cục đặc chiến chúng tôi sẽ 24 giờ, bên cạnh bảo vệ cậu. Vừa dứt lời, thần sắc Sở Trần trực tiếp trầm xuống. Bảo vệ bên cạnh, nếu anh cần cục đặc chiến bên cạnh bảo vệ, còn cần chờ tố điều tra 15 team tới cửa. Vạn Bảng Son hiển nhiên là không có manh mối nào khác, nên mới đặt tất cả lực chú ý đều trên người anh, chỉ cần có người động Sở Trần, liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc tra được Thiên Cơ Huyền Đồ. Từ góc độ phá án, đây thực sự là một cách. Nhưng mà, từ góc độ của Sở Trần, anh không có cách nào tiếp nhận. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi có thể tự bảo vệ mình. Sở Trần từ chối. Đây không phải anh nói là được. Người thanh niên khép máy tính lại, thanh âm sắc bén nói, chỉ một lần tập kích tối hôm qua, một chiếc xe tải lớn bị hư hỏng, một chiếc xe còn có một mạng người, còn lại tổn thất tạm thời không tính. An toàn tính mạng của anh bị uy hiếp không chỉ là vấn đề cá nhân của anh, cho nên, anh không thể tùy ý làm bậy, nhất định phải nghe theo sắp xếp của chúng tôi, mau sớm phá án. Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, quần jean, chân dài nâng lên. Đặt ở trên mặt bàn, mỉm cười nhìn Sở Trần, chúng tôi cũng vì tốt cho anh. Sở Trần nhíu mày. Với thân phận cá nhân của anh, quả thật rất khó cự tuyệt yêu cầu này của cục đặc chiến, mặc dù anh không tình nguyện. Bản thân anh là một thành viên của Thiên Võng Điện Cục Đặc Chiến, biết tổ điều tra 15 hiện tại làm việc đều nằm trong phạm vi quyền lợi của Cục Đặc Chiến. Thế nhưng, Sở Trần không thích, liền quyết định như vậy đi. Vạn Bảng Son trực tiếp gõ nhịp, từ giờ trở đi, tổ chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực, 24 giờ tiến hành bảo vệ cậu. Cậu có thể nói đại khái về chuyến đi hàng ngày của cậu. Cụ thể chúng tôi sẽ sắp xếp. Sở Trần đứng lên, rầm rầm rầm, cửa phòng làm việc lại một lần nữa gõ. Hạ Bác đẩy cửa tiến vào, thần sắc có chút xấu hổ, thật ngại quá, tôi không phải cố ý quấy rầy. Phía sau Hạ Bác lại có hai nam hai nữ, đi vào. Vạn Băng Sơn nhướng mày, lập tức mở miệng, Trình tổ trưởng, thật ngại quá, anh đến trễ rồi, Sở Trần đã cùng tổ 15 chúng tôi đạt được ý định hợp tác, chúng tôi sẽ 24 giờ bên cạnh bảo vệ an toàn của Sở Trần. Đương nhiên, nếu như anh có cái gì muốn hỏi Sở Trần, hiện tại cũng có thể hỏi. Tới là tổ điều tra 17 cục đặc chiến, tổ trưởng Trình Vọng Nhạc. Lúc này, Trình Vọng Nhạc không chút hoang mang, khuôn mặt mỉm cười, Thiên Cơ Huyền Đồ còn chưa tìm được, làm sao có thể nói đến trễ đây. Sở Trần an toàn rất quan trọng, chỉ bằng 4 người tổ 15 các người, cho dù thay phiên nhau bảo vệ cũng khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi, nếu mất tập trung khiến người ta thừa dịp lợi dụng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôi đề nghị, hai tổ chúng ta cùng nhau bảo vệ an toàn của Sở Trần. Mặc dù giữa tổ điều tra cục đặc chiến vẫn tồn tại quan hệ cạnh tranh, nhưng trong tình huống bình thường quả thật đều là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tình hình lúc này không giống nhau. Ba tổ điều tra, cùng điều tra Thiên Cơ Huyền Đồ, tin tức bọn họ tra được, sẽ trực tiếp cung cấp cho Thiên Võng Điện. Trong cục đặc chiến, có ai không muốn tiến vào Điện Thiên Võng? Cơ hội hiếm có tiếp xúc với Điện Thiên Võng như vậy, bọn họ tự nhiên đều muốn nắm chặt. Sở Trần hiện giờ trở thành mấu chốt tìm kiếm thiên cơ,
càng là đối tượng mà ba tổ điều tra đều muốn tranh đoạt. Giang Ánh Đào tổ 9 rõ ràng so với hai tổ bọn họ đi nhanh hơn một bước, hiện tại hai tổ đều liều mạng muốn đuổi theo, chặn Sở Trần, ở trên người Sở Trần tìm ra càng nhiều manh mối về Thiên Cơ Huyền Đồ. Tất cả mọi người đều là vì tìm Thiên Cơ Huyền Đồ, vạn tổ trưởng nói như vậy là không đúng. Một người phụ nữ tổ điều tra 17, tính mạng của Sở Trần, chúng tôi cũng có trách nhiệm đi bảo vệ. Hai tổ rằng co, Hạ Bắc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, vội vàng lui ra ngoài, gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào, cô Đào, chuyện lớn không hay rồi, trong phòng làm việc. Một âm thanh đột nhiên vang lên, xin hỏi, tôi nói chuyện được không? Người nói chuyện là Sở Trần. Ánh mắt của thành viên hai tổ điều tra đều rơi vào trên người Sở Trần. Bọn họ cướp đầu người như vậy muốn lấy được quyền bảo vệ Sở Trần, là vì có biểu hiện tốt biểu hiện cho tiền bối, điếu giả, xem. Bọn họ nằm mơ sẽ không nghĩ tới, điếu giả, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt khó chịu. Sở Trần, chuyện tối hôm qua cậu tự mình trải qua, cũng phải biết tình cảnh hiện tại của cậu nguy hiểm như thế nào. Trình Vọng Nhạc, hai tổ chúng tôi cùng thay phiên nhau bảo vệ an toàn của cậu, đối với cậu, cùng với an toàn của người bên cạnh cậu đều là bảo đảm thật lớn. Sở Trần nhìn lướt qua mấy người ở đây, thứ cho tôi nói thẳng, trong số mọi người, có ngọ y có thể đánh được tôi không? Sở Trần đột nhiên hỏi một tiếng, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ đương nhiên tra qua Sở Trần. Võ giả tiên thiên, mấy ngày trước còn đánh bại võ đạo tông sư Triệu Phương Tuyền. Đừng nói bọn họ, tổ điều tra cục đặc chiến, đều tìm không ra một người là đối thủ của Sở Trần. Một lúc lâu sau, Vạn Băng Sơn mở miệng. Có một số tình huống không phải thực lực cao thấp là có thể phản ánh ra, tổ điều tra cục đặc chiến chúng tôi sẽ dùng thủ pháp khoa học nhất chuyên nghiệp nhất để bảo vệ chu toàn của cậu. Ví dụ như tình huống tối hôm qua, nếu có chúng tôi bảo vệ, thứ nhất, chúng tôi sẽ không để cho cậu đứng trên đường như vậy, sẽ tận lực tránh nguy hiểm. Thứ hai, xe tải lớn còn chưa tới gần, chúng tôi đã có thể điều tra trước, tiến tới phân tích ra phương án ứng phó tốt nhất, những thứ này đều không phải dựa vào công phu quyền cước có thể làm được. Vạn Băng Sơn đang truyền đạt một tin tức cho Sở Trần, ở phương diện điều tra, chúng tôi là chuyên nghiệp. Xin nhận tấm lòng, Sở Trần một lần nữa ngồi xuống, tôi vẫn là câu nói kia, tôi có thể bảo vệ mình, mời mọi người trở về. Thành viên hai tổ nhìn nhau, một lúc lâu sau, Trình Vọng Nhạc lại nở nụ cười, trêu chọc nhìn Vạn Băng Sơn, đây là những gì anh vừa nói, đã cùng Sở Trần đạt được hiệp định. Thần sắc Vạn Băng Sơn trầm xuống, lúc này... Một thanh niên ở tổ 15 trực tiếp đi tới trước mặt Sở Trần, khuôn mặt lạnh lùng, Sở Trần, anh đừng quá mức tự phụ. Anh có biết thái độ của anh có thể giết chết bao nhiêu người không? Nếu thực sự có người muốn giết anh, sẽ không quan tâm làm tổn thương những người xung quanh anh tự tin có thể bảo vệ tất cả mọi người xung quanh anh. Lựa chọn tốt nhất của anh là hợp tác với cục đặc chiến, chúng tôi bảo vệ anh, đồng thời điều tra hung thủ đằng sau. Điều tra vụ án, là nhiệm vụ của chúng tôi, và hợp tác. Là nghĩa vụ của anh. Sở Trần cũng nhíu mày, lần nữa đứng lên, nếu như tôi vẫn nói không thì sao? Âm thanh lạnh lẽo, người thanh niên không thèm để ý thái độ của Sở Trần, ánh mắt đối diện Sở Trần, dựa theo quy định, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa anh đến nhà an toàn, bảo vệ an toàn của anh. Tranh đấu đối đầu, cục đặc chiến quả nhiên có quyền lợi rất lớn a. Sở Trần nở nụ cười, trực tiếp vươn hai tay mình ra, vậy đến đây, còng tôi lại mang đi. Lời vừa dứt, không khí trong phòng làm việc nhất thời ngưng động lại. Tất cả mọi người đang nhìn Sở Trần, cũng thật không ngờ Sở Trần lại cường ngạnh như vậy. Người thanh niên họ Dương, tên là Ôn Hổ, 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ điều tra 15 cục đặc chiến chưa tới 2 tháng. 2 tháng nay, Dương Ôn Hổ có loại cảm giác như nằm mơ, thân phận tổ điều tra cục đặc chiến, làm hắn cảm giác mình có chút lâng lâng. Hành động hôm nay, trước khi đi vào tòa nhà Kim Bãi, Dương Ôn Hổ cũng không cảm giác được có gì khó khăn, mặc dù Sở Trần mấy ngày nay danh chấn thiên nam, nhưng chung quy chỉ là một người bình thường. Dưới uy danh cục đặc chiến, anh nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng mà không nghĩ tới, tại thời điểm hắn nói tất cả những lời này, Sở Trần lại càng thêm cứng rắn. Điều này ngược lại làm cho Dương Ôn Hổ có chút đâm lao phải theo lao. Biện pháp cưỡng chế, từ tính chất của toàn bộ vụ án. Họ không có lý do gì để áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Sở Trần. Sở Trần cũng là nạn nhân. Lúc này, Trình Vọng Nhạc mở miệng, Sở Trần, như vậy đối với cậu mà nói không có bất kỳ lợi ích nào. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Dương Ôn Hổ, hai tay cũng không buông xuống, nếu tôi là anh, cũng đừng sợ vào thời điểm mấu chốt, lấy còng tay ra, khóa tôi trở lại phòng an toàn,
tốt nhất là một ngày không tìm được thiên cơ huyền đồ, một ngày cũng không nên thả tôi ra. Anh, Dương Ôn Hổ giận dữ nhìn Sở Trần, đầu óc nóng lên, anh cho rằng tôi không dám. Sở Trần nghiêm túc gật đầu, tôi quả thật cảm thấy anh không dám. Dương Ôn Hổ trợn mắt mở to, chậm rãi lấy còng tay ra. Lúc này, các thành viên của cả hai tổ điều tra đều không nói gì nữa. Mặc dù hành động của Dương Ôn Hổ có chút vi phạm quy tắc, nhưng bọn họ không nói, không ai biết, hơn nữa, nhốt Sở Trần ở trong phòng an toàn cũng không thực tế, Sở Trần chỉ có ở bên ngoài mới có thể làm vai trò mồi nhử, dẫn ra manh mối thiên cơ huyền đồ. Tổ trưởng hai bên cũng dùng ánh mắt đạt được sự đồng thuận. Đầu Sở Trần quá chắc, để cho NH chịu chút khổ sở, mài một chút góc cạnh của anh. Ngầm đồng ý hành động của Dương Ôn Hổ, Vạn Băng Sơn thậm chí đã nghĩ kỹ lý do, vụ nổ hai chiếc xe va chạm đêm qua, Sở Trần ở hiện trường, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những nghi phạm, đưa về thẩm vấn một chút, cũng là bình thường. Dương Ôn Hổ thấy tổ trưởng không lên tiếng, trong lòng nhất thời đại định, còng tay sắp rơi xuống, vậy thì chúng ta từ từ nói chuyện trong phòng an toàn. Sâu trong mi mắt Sở Trần một tia hàn quang chợt xẹt qua. Đợi một chút, đột nhiên, một giọng nói hét lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Hạ Bác sải bước xông vào, nhìn chằm chằm Dương Ôn Hổ, anh muốn làm gì? Dương Ôn Hổ nhíu mày, không để ý tới Hạ Bác, đang muốn còng Sở Trần. Hạ Bác lập tức phấn thanh mở miệng, anh dám động đến Trần ca. Thử động đầy, tôi sẽ cho toàn bộ mạng thấy, anh đối xử với sứ giả kế thừa văn hóa Trung Quốc duy nhất ở tỉnh Quảng Đông của chúng ta như thế nào? Điện thoại Hạ Bác chỉ vào Dương Ôn Hổ, những người ở đây nhíu mày. Sứ giả kế thừa văn hóa Trung Quốc, không đợi bọn họ hỏi ra, Hạ Bác đã tiếp tục nói các người tự mình xem tài khao nơ chính thức của hoạt động sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, ngay 10 phút trước đã công bố tin tức này, hơn nữa, 2 ngày sau, sẽ chính thức trao huy chương danh hiệu cho Sở Trần. Khuôn mặt Vạn Băng Sơn biến đổi nhẹ, hoạt động của sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc hắn biết, mặt trên cũng rất coi trọng, Sở Trần sao lại đột nhiên lắc mình một cái trở thành sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Cho dù hắn có biểu hiện kinh diễm trong văn đấu 2 ngày trước, điều này cũng đến quá nhanh. Mấy người đều lấy điện thoại di động ra, không cần tìm kiếm, tin tức này đã lên hot search. Sở Trần không chỉ là sứ giả kế thừa văn hóa, mà còn là một đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Đông. 2 ngày sau, huy hiệu danh hiệu chính thức được trao. Điểm mấu chốt này, bọn họ còn dám còng tay Sở Trần. Vạn Băng Sơn nhìn thoáng qua Dương Ôn Hổ, hắn chỉ mừng vì động tác của Dương Ôn Hổ chậm một bước. Nếu không, càng khó có thể kết thúc. Động tác cầm còng tay của Dương Ôn Hổ phảng phất như dừng lại. Không nhúc nhích, lần này thật sự là đâm lao phải theo lao. Dương Ôn Hổ chưa từng cảm giác được còng tay này nặng nề như vậy, muốn vứt bỏ. Không thể nghi ngờ, tin tức này xuất hiện, Sở Trần mấy ngày nay sẽ bị hào quang bao phủ. Đừng nói bọn họ, thậm chí có vài người có dụng tâm khác đối với Sở Trần. Sau khi biết Sở Trần có thêm thân phận quan trọng này, đều phải suy nghĩ một chút. Đến tột cùng là thiên cơ huyền đồ quan trọng, hay là mạng Sở Trần quan trọng hơn, vì thiên cơ huyền đồ mà đi lấy mạng Sở Trần, sẽ dẫn đến hậu quả gì, Trình Vọng Nhạc vẻ mặt ngưng đọng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, tin tức này đến đột ngột như vậy, có lẽ chính là một loại hành động bảo họ Sở Trần. Nếu tổ 15 đã cùng Sở Trần đạt được thỏa thuận, tổ 17 chúng tôi sẽ không xen vào. Vọng Nhạc nói một tiếng chúc mừng với Sở Trần, lập tức dẫn theo thành viên tổ điều tra 17 rời khỏi phòng làm việc Bắc Trần. Khuôn mặt Vạn Băng Sơn lại thay đổi, thầm mắng một tiếng lão hồ ly Trình Vọng Nhạc này. Không phải nói muốn dẫn tôi đi cảm nhận một chút phòng an toàn sao? Sở Trần nhịn không được thúc giục một tiếng, thừa dịp còn chưa tối, đi thôi đi thôi. Vạn Băng Sơn đi tới, tức giận quát Dương Ôn Hổ một tiếng, lập tức nói, thật ngại quá, vừa rồi là đội viên của chúng tôi kích động một chút, tối đại diện tổ 15 xin lỗi cậu. Nói xong. Vạn Băng Sơn còn quát Dương Ôn Hổ một tiếng, còn không xin lỗi Sở tiên sinh. Dương Ôn Hổ thu hồi còng tay, thần sắc khó chịu, nuốt nghẹn khuất trong lòng xuống, cúi đầu, xin lỗi, là tôi thất lễ. Sở Trần ngồi xuống, tôi nói rồi, ý tốt của các người tôi nhận, điều tra thiên cơ huyền đồ là chuyện của các người, tôi cũng hy vọng các người ươn có thể mau chóng điều tra ra, đi đi, không tiễn. Rất nhanh, phòng làm việc chỉ còn lại Sở Trần và Hạ Bác. Hắc, Trần ca. Tôi vừa rồi đến đủ kịp lúc đi. Hạ Bác nhìn không được bắt đầu tranh công. Sở Trần cũng xác thực không ngờ, thân phận sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của mình lại nhanh như vậy đã thông báo. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tại sao anh đưa tay ra. Nếu cậu đến trễ một bước,
họ phải nằm sấp rời khỏi đây. Sở Trần nghiêm túc mở miệng, anh không thể để cho Dương Ôn Hổ còng tay buộc chặt hai tay anh, khi còng tay rơi xuống, cũng chính là lúc Dương Ôn Hổ nằm sấp trên mặt đất. Có thân phận quan trọng của điếu giả, Sở Trần cho dù đánh thành viên hai tổ này một lần, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đến lúc đó dùng tài khoản, điếu giả, nhắn tin cho hai vị tổ trưởng để bọn họ không được truy cứu mà thôi. Hạ Bắc vẻ mặt không tin, liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, anh Trần, anh đừng nói khoác a, tôi biết thân phận của bọn họ cũng không đơn giản. Sở Trần cười mà không nội, không đàm luận với Hạ Bắc nữa, mà cầm lấy điện thoại di động. Không ngoài dự đoán, trên mạng bởi vì tin tức này, một lần nữa nổ tung. Sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, vẫn là sứ giả duy nhất ở tỉnh Quảng Đông, trò cười này, làm rung chuyển toàn bộ mạng. Sở Trần đúng là một trận chiến thành danh a. Theo ý kiến của tôi, thực sự xứng đáng. Bạch Mộ và La Vân Dương khóc ngất trong nhà vệ sinh, không chỉ thảm bại trong văn đấu, mà còn mất đi danh hiệu ứng cử viên sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Bạch gia, vết thương trên mặt Bạch Mộ còn chưa bình phục, giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên cầm lấy cây đàn trước người, hung hăng ném xuống đất. Tôi cần cây đàn này để làm gì? Bạch Mộ tức giận đến phát run. Hắn nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy ngày, vận mệnh của mình làm sao lại thay đổi đột ngột. Sự tiêu sái của thập công tử Thiên Nam trước đây, kỹ năng đàn từng được người kính ngưỡng, thân phận ứng cử viên sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc trước đây khiến người ta ghen tị, tất cả mọi thứ, qua một đêm, giống như một tòa nhà bị lật đổ. Hắn thất bại đến mức rối tinh rối mù. Bạch Mộ càng nghĩ càng tức giận, nhìn cây đàn trên mặt đất, cảm thấy còn chưa hả hận, hung hăng giẫm mấy cái, đến khi tất cả dây đàn đều đã bị đứt, Bạch Mộ mới thở hồng hộc ngồi trên mặt đất. Cầm điện thoại lên, xem các cuộc thảo luận sôi nổi ở khắp mọi nơi. Chúc mừng Sở Trần, danh xứng với thực, tương lai của Sở Trần, không thể hạn chế. Cơ hồ đều là lời khen ngợi, ngẫu nhiên có một chút thanh âm bất hòa, trong nháy mắt bị một làn sóng khen ngợi này nuốt chừng. Sở Trần, vẻ mặt Bạch Mộ không còn phong độ nhẹ nhàng như trước nữa, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức họa thiên cơ huyền đồ. Bạch Mộ hít sâu, sâu trong mi mắt chợt lướt qua một đạo sát khí nồng đậm. Các người đều cảm thấy tương lai của Sở Trần không giới hạn sao? Vậy tôi muốn Sở Trần hoàn toàn không có tương lai. Bạch Mộ đứng lên, lúc này, phía sau đột nhiên có một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên, con muốn làm gì? Bạch Mộ bị thanh âm bất thình lình này làm cho hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, cha, con sắp bị cha dọa chết rồi. Người tới là gia chủ Bạch gia, lúc này, Bạch gia chủ trầm mặt, nhìn Bạch Mộ ta hỏi con muốn làm gì. Bạch Mộ nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, Sở Trần cướp đi tất cả của con muốn từ trong tay hắn đoạt lại gấp đôi. Ba, một cái tát hung hăng tát vào mặt Bạch Mộ, ta cảnh cáo con, nếu như con không muốn kéo Bạch gia xuống vực sâu, liền thành thật một chút. Bạch gia chủ giận dữ mắng. Bạch Mộ bị đánh đến sững sờ. Bạch gia chủ lại giống lên, chẳng lẽ con không biết ý nghĩa của việc Sở Trần đạt được danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc sao? Con dám động Sở Trần, con làm gì để chạm vào hắn? Muốn cho toàn bộ Bạch gia đều chôn cùng sao? Nói xong, Bạch gia chủ thấy Bạch Mộ tựa hồ còn có chút mơ hồ, lúc này nhìn không được lại tát một cái, nghe đã hiểu chưa? Lần này Bạch Mộ thông minh, vội vàng gật đầu, hiểu rồi chuyện tương tự, ở La gia, Lê gia các gia tộc đều đang diễn ra. Thế hệ trẻ khí huyết tràn đầy, có lẽ sẽ cảm thấy nuốt không nổi một hơi, nhưng đối với trưởng bối gia tộc mà nói, chút thiệt thòi nhỏ này căn bản không tính là cái gì, điểm mấu chốt là động vào Sở Trần lúc này, đó chính là lấy tương lai của gia tộc mình ra đùa giỡn. Đêm nay, cả thành phố đều chấn động, khuê phòng Liễu gia, hai chị em nhìn nhau. Bọn họ hiểu được Sở Trần nói thời cơ thích hợp là khi nào. Trước khi thông báo, ngay cả Sở Trần cũng không dám chết. Sứ giả của truyền thừa văn hóa Trung Quốc, điều này tương đương với bùa hộ mệnh đặt ở trên người Sở Trần, đủ để cho nhiều người có ý đồ xấu né tránh. Sở Trần quá lợi hại, Liễu Mạn Mạn cảm thán, Liễu Thiên Thiên không khỏi giật mình, đây chẳng lẽ không phải là trùng hợp sao? Đều nằm trong tay Sở Trần. Liễu Mạn Mạn nói, em còn nhớ lúc Bạch gia bọn họ muốn đối phó Hạ gia không? Sấm to mưa nhỏ, trong này chắc chắn có nguyên nhân. Liễu Thiên Thiên nâng má, nằm sấp trên giường, bàn chân trắng nõn lắc lư dưới ánh đèn, càng nghĩ càng cảm thấy Sở Trần thần bí. Em mặc kệ, em nhất định phải dùng tình hoa độc đối với Sở Trần, hảo hảo thẩm vấn một phen, tìm ra bí mật ẩn giấu trên người Sở Trần.
Liễu Mạn Mạn, con người Liễu Mạn Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc chúng ta trở về, người tới tìm Sở Trần cũng không đơn giản, không biết là tìm hắn làm gì. Em quyết định rồi, Liễu Thiên Thiên đắp chăn, ngủ, ngày mai em còn tìm Sở Trần. Liễu Mạn Mạn ngồi bên giường, nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên. Cô còn thật sự có chút lo lắng Liễu Thiên Thiên nhất thời đầu óc không bình tĩnh, dùng tình hoa độc đối với Sở Trần. Hậu quả, Liễu Mạn Mạn trầm ngâm một lát, cô quyết định, nếu em gái đi tìm Sở Trần, cô cũng phải đi theo, không vì cái gì eo khác, chỉ là phải theo dõi em gái, không thể để cho cô làm bậy. Chuyện Sở Trần sắp được trao huy hiệu truyền thừa văn hóa Trung Quốc còn đang hot, một đêm bàn tán sôi nổi. Giang Ánh Đào vốn nhận được điện thoại của Hạ Bắc lập tức chạy tới tòa nhà Kim Bãi, nửa đường quay trở lại, cô đã không cần phải đi qua. Sở Trần có thân phận quan trọng này, hai tổ điều tra kia mặc dù muốn tra ra Thiên Cơ Huyền Đồ đi đâu, cũng không dám sử dụng một vài thủ đoạn không bình thường với Sở Trần. Lúc Giang Ánh Đào trở lại phòng làm việc, thấy Tư Đồ Tĩnh cũng đang cầm điện thoại, không khỏi nói, làm sao vậy, tra ra cái gì rồi sao? Mò kim đáy biển, không dễ dàng a. Tư Đồ Tĩnh dụi dụi mắt, đột nhiên nói, chị Đào, chúng ta không bằng tìm ra tư liệu người Sở Trần đắc tội, lần lượt đi phân tích, xem có kết quả gì không. Theo tôi được biết, hai tổ khác đã sớm thu thập tư liệu, nhưng mà cũng không có kết quả, có quá nhiều nghi phạm có động cơ, tôi cũng phục Sở Trần, hắn làm như thế nào trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, đều đắc các gia tộc hào môn Thiền Thành cùng Dương Thành. Giang Ánh Đào bất đắc dĩ cầm lấy một phần tư liệu trong tay, đây là cái gì? Báo cáo khám nghiệm tử thi của một nhà bảy người Hoàng Chí Ca và một số tư liệu về Hoàng Chí Ca. Tư Đồ Tĩnh nói, vốn chúng ta không phụ trách điều tra án diệt môn, những tư liệu này đều không cần, nhưng mà, bởi vì có người dùng Thiên Cơ Huyền Đồ mua mạng Sở Trần, tổ chuyên án hoài nghi đây có thể là án giết người hàng loạt, cho nên, tổ chuyên án cũng phái người đưa cho chúng ta phần tư liệu này, hỗ trợ điều tra, em còn chưa kịp xem. Cô chưa kịp xem, hay là không dám xem? Giang Ánh Đào nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái, Tư Đồ Tĩnh xấu hổ, dù sao cũng là báo cáo khám nghiệm tử thi của một nhà bảy người, cô cảm thấy có chút khiếp người. Nhưng, thấy Giang Ánh Đào đã mở ra, Tư Đồ Tĩnh cũng to gan tiến lại gần, đồng thời mở miệng nói, em nghe nói một nhà bảy người Hoàng Chí Ca đều là bị vũ khí sắc nhọn giết chết, nhưng miệng vết thương rất nhỏ, giống như bị kiếm sắc bén gọt qua vậy. Tư Đồ Tĩnh khi nói không khỏi có chút sởn tóc gáy, vết máu tại hiện trường cũng không nhiều. Giang Ánh Đào nghiêm túc nhìn, những thủ đoạn giết người này, quả thật không phải người bình thường có thể làm được, hai người tối hôm qua Sở Trần bắt hiềm nghi quả thật rất lớn, phải nghĩ cách khiến bọn họ mở miệng. Giang Ánh Đào vừa xem vừa lật trang, phía trước là báo cáo khám nghiệm tử thi của một nhà bảy người Hoàng Chí Ca, phía sau là một vài tư liệu về cuộc đời một nhà bảy người Hoàng Chí Ca. Đột nhiên, ánh mắt Giang Ánh Đào dừng lại một chút, vẻ mặt có chút ngưng động, Hoàng Chí Ca nguyên quán Thiền Thành. Tĩnh Nhi, cô xem cái này đi. Giang Ánh Đào chỉ vào nội dung hiển thị trên tư liệu, buột miệng nói, nguyên quán Hoàng Chí Ca dĩ nhiên là ở Thiền Thành. Tư Đồ Tĩnh nhìn thoáng qua, thuận miệng đáp một tiếng, cái này có cái gì kỳ quái, có người Nam Hạ, có người Bắc Thượng, thương nhân chính là như vậy, có lẽ là Hoàng Chí Ca năm đó sau khi phát tài ở Kinh Thành, liền định cư ở Kinh Thành. Trước khi xảy ra chuyện, việc kinh doanh thư họa của Hoàng Chí Ca vô cùng phát triển mạnh ở Kinh Thành. Còn ngu y Giang Ánh Đào nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau, quyết đoán mở miệng, tôi muốn đào sâu vào thân thế của Hoàng Chí Ca một chút. Giang Ánh Đào quyết đoán đăng nhập vào hậu trường, trên nền tảng cục đặc chiến có một cơ sở tư liệu, với quyền hạn của Giang Ánh Đào, muốn điều ra thêm tư liệu về thân thế của Hoàng Chí Ca cũng không khó. Một lát sau, con người Giang Ánh Đào lướt qua một đạo ánh sáng, có chút không thể tin được, cha của Hoàng Chí Ca, tên là Hoàng Giang Phó. Làm sao vậy? Tư Đồ Tĩnh từ vẻ mặt Giang Ánh Đào nhìn ra, chị Đào là bất ngờ phát hiện. Hoàng Giang Phó cùng Hoàng Giang Hồng, là quan hệ anh em họ. Giang Ánh Đào đột nhiên đứng lên, Tĩnh Nhi, cô có biết Hoàng Giang Hồng là ai không? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, Hoàng gia Thiền Thành, vị lão gia tử Hoàng gia kia. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, mấy tháng trước, Hoàng gia còn được xưng là đệ nhất hào môn Thiền Thành, kết quả bởi vì cùng Sở Trần đấu mấy trận, thất bại thảm hại, trong thời gian ngắn. Từ đệ nhất hào môn Thiền Thành, rơi xuống bậc hai Thiền Thành, thậm chí bậc ba, hiện tại Hoàng gia, cũng không còn được như trước kia. Hoàng gia là một trong những kẻ địch của Sở Trần, mà Hoàng Chí Ca từng tay nắm giữ Thiên Cơ Huyền Đồ, có phải là thân thích của Hoàng gia? Tư Đồ Tĩnh lý giải lời Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào gật đầu, trực giác nói cho tôi biết, có thể theo manh mối này tra ra.
Giang Ánh Đào vô cùng quyết đoán, nhanh chóng lấy ra tư liệu về Hoàng gia Thiền Thành, trầm giọng nói, Hoàng gia thua Sở Trần, khắp nơi đều chịu áp lực, thất bại thảm hại, mà Hoàng gia có một hậu bối trẻ tuổi, Hoàng Ngọc Hằng, lại bị Sở Trần cắt đứt hai chân, sau đó còn bị cuốn vào một vụ án giết người, Hoàng Ngọc Hằng bị giết, đó là tất cả những gì đã xảy ra gần đây. Hoàng gia có lý do căm hận Sở Trần, động cơ giết Sở Trần. Tôi làm một giả thiết, thiên cơ huyền đồ, ở trong tay Hoàng gia, Giang Ánh Đào nhắm hai tròng mắt xinh đẹp, trầm ngâm một lát, đột nhiên mở mắt ra, tất cả đều có lý. Một thủ pháp điều tra, là giả định táo bạo, sau đó cố gắng chứng minh. Giang Ánh Đào trong lúc bất chợt có chút phấn chấn, tiếp tục truy xét, tôi phải biết được, trong khoảng thời gian này, Hoàng gia có ai đến kinh thành tiếp xúc qua với Hoàng Chí Ca không? Nếu có, vậy càng nói rõ, thiên cơ huyền đồ rất có khả năng nằm trong tay Hoàng gia. Tư Đồ Tĩnh gật đầu, cũng có chút hưng phấn. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành 1. 2, 3, 4. Bằng 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 lâu như vậy. Cuối cùng có mục tiêu tập trung, bất luận như thế nào, đều là tiến triển thật lớn. Điều tra kỹ Hoàng gia. Giang Ánh Đào xây dựng sách lược bước tiếp theo, tôi theo dõi Hoàng gia, cô điều tra một chút nhân vật từng xuất hiện trong tiệm nét Thuận Thành, có người nào có liên quan đến Hoàng gia hay không, còn nữa, chú ý kết quả kiểm tra thi thể tài xế xe tải, xem có thể tra được thân phận tài xế hay không. Thiên Thành, Hoàng gia, cửa lớn đóng chặt, tầng hầm, đây là một tầng hầm mà Hoàng gia đào khi xây dựng biệt thự trang viên này, Hoàng gia đều rất ít người biết. Ông nội chúng ta thật sự có khả năng dự đoán. Lúc ấy Hoàng gia như mặt trời ban trưa, lại có thể sớm vì con cháu hậu bối của mình chuẩn bị nơi ẩn náu. Hoàng Vũ tự diễu nói một câu, hiện tại chúng ta vẫn dùng tới. Em hai, hơn nửa đêm, em làm sao dẫn anh đến chỗ này? Hoàng Dương quan sát bốn phía, khẽ thở dài một tiếng, anh còn nhớ rõ, sau giờ tan tầm, chúng ta thường xuyên tới nơi này chơi. Thoáng cái cũng nhiều năm trôi qua, Hoàng Vũ nhìn Hoàng Dương, đột nhiên nói, anh cả, thực xin lỗi. Hoàng Dương sửng sốt, làm sao vậy? Cái chết của Ngọc Hằng khiến em mất lý trí, em cũng cố chấp cho rằng, là anh đã hại Ngọc Hằng. Trong tay Hoàng Vũ cầm một khối ngọc bội, trên đó khắc một chữ, Hằng, đôi mắt mơ hồ có chút đỏ lên, em còn bởi vì cái này, nhiều lần dùng lời nói vu khống anh, nhưng bây giờ em đã biết, lúc ấy anh thật sự vì tốt cho Ngọc Hằng, ai cũng không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra. Hoàng Dương vỗ vai Hoàng Vũ một cái, giữa anh em, không cần nhiều lời. Anh chỉ hận bản thân mình không có khả năng bảo vệ Ngọc Hằng, càng không có khả năng báo thù cho Ngọc Hằng. Thù của Ngọc Hằng, sẽ sớm được báo. Hoàng Vũ nhìn Hoàng Dương, đầu sỏ Sở Trần, người đầu tiên phải chết. Nghe vậy, đồng tử Hoàng Dương chấn động, em hai, em ngàn vạn lần đừng kích động. Sở Trần trong khoảng thời gian này như mặt trời ban trưa, khí thế đang thịnh, chúng ta chỉ có thể tránh mũi nhọn. Hai ngày sau, hắn còn được trao huy hiệu danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Hoa Hạ. Sở Trần lúc này, chúng ta không thể trêu vào. Hoàng Vũ dẫn Hoàng Dương đi đến một gian phòng ở tầng hầm, đẩy sang một bên rồi đi vào. Căn phòng tối tăm, một chùm ánh sáng chiếu xuống. Trên bàn dài, một bức tranh cuộn, mở ra một phần. Cả người Hoàng Dương giống như bị điện giật chấn động. Một bức tranh, mua tính mạng của Sở Trần. Chuyện này tự nhiên không thể gạt được Hoàng gia, không ít người Hoàng gia đồng dạng cũng đang chờ mong, có người có thể mua đi cái mạng này của Sở Trần. Cảnh tượng trước mắt này, không phải là cảnh video ngắn xuất hiện trên mạng sao? Thiên cơ huyền đồ, Hoàng Dương nín thở, sải bước đi lên phía trước, một lát sau, đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng Vũ, là em đang treo giết Sở Trần. Hoàng Vũ gật đầu, đây là thu hoạch lớn nhất của em ở Bắc Thượng lần này. Hoàng Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, có chút không thể tin được, thiên cơ huyền đồ, sao lại rơi vào trong tay em? Em vừa mới đến Kinh Thành, liền liên lạc với Chí Ca. Hy vọng có thể thông qua năng lực của hắn ở thị trường đồ cổ, giúp chúng ta một chút. Hoàng Vũ nói, hai bọn em đàm phán rất lâu, nhưng đột nhiên có một ngày, Chí Ca nói với em, hắn có một cuộc gặp gỡ lớn, đồng thời cũng đi kèm với nguy hiểm rất lớn. Tay Hoàng Vũ chạm vào thiên cơ huyền đồ, chậm rãi nói, chính là một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc, thiên cơ huyền đồ. Chí Ca không cam lòng thiên cơ huyền đồ rơi vào tay người khác, nhưng đồng thời cũng nhận ra mối nguy của mình, cho nên... Dưới tình huống tất cả mọi người không chú ý, hắn chuyển thiên cơ huyền đồ đến tay em. Lúc ấy ý của Chí Ca là, nếu hắn tránh được một kiếp, sẽ đến Thiền Thành tìm em muốn lấy thiên cơ huyền đồ trở về,
nếu hắn gặp nạn, Hoàng Vũ hít sâu một hơi, bức thiên cơ huyền đồ này, sẽ do em bảo quản. Trầm mặc một lúc lâu, Hoàng Dương phục hồi tinh thần lại, chúng ta cũng đã lâu không liên lạc với một nhà trí ca, hắn làm sao có thể yên tâm giao thiên cơ huyền đồ cho em. Sao hắn không đưa nó cho vợ con hắn, trí ca thật không ngờ vợ con mình cũng bị độc thủ, thế nhưng, hắn ở bên ngoài có một nhân tình, còn có một đứa con ngoài giá thú, hắn vô cùng yêu thương đứa con ngoài giá thú kia. Hoàng Vũ nói, loại chuyện này dù sao cũng không thể để cho vợ con biết, cho nên, lúc hắn giao thiên cơ huyền đồ cho em, còn nói một câu, nếu như hắn xảy ra chuyện, thiên cơ huyền đồ giao cho em chăm sóc tốt cho con riêng của hắn. Sau khi chuyện này kết thúc, em sẽ đón đứa bé về Hoàng gia. Hoàng Dương mất 10 phút để từ từ bình phục tâm trạng của mình. Hai ngày nay, hắn cũng đang suy đoán, đến cuối cùng là ai muốn mạng Sở Trần, nằm mơ không ngờ, dĩ nhiên là em trai của Minh. Ngay đêm qua, đã có người ám sát Sở Trần. Hoàng Dương trầm giọng nói, nếu có người giết Sở Trần, em sẽ giao ra thiên cơ huyền đồ sao? Em không biết Chí Ca chết như thế nào, nhưng em rất rõ, bức thiên cơ huyền đồ này là vật không tốt. Hoàng Vũ nhìn thiên cơ huyền đồ, có lúc em cảm giác nhìn chằm chằm nó đã lâu, đều cảm giác được một cỗ tà tính. Nhưng mà, em không thể cứ như vậy giao thiên cơ huyền đồ ra ngoài. Hoàng Vũ dừng lại, ngày hôm đó khi giao cơ huyền đồ ra, có lẽ cũng sẽ là thời gian chết của em. Em nhận thấy, có một cỗ thế lực, chúng ta không thể trêu vào, đang tìm thiên cơ huyền đồ, nếu như là bọn họ giết Sở Trần, em căn bản không dám cùng bọn họ giao dịch. Vậy em hai, em chuẩn bị làm gì? Hoàng Dương hỏi, Sở Trần sắp được trao huy hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, điều này khiến rất nhiều người vốn dục dịch không dám động đến Sở Trần, chuyện này đã dần dần thoát ly sự khống chế của em, một mình em thật sự là có chút lực bất tòng tâm, cho nên đêm nay tìm anh cả đến, hy vọng anh cả có thể giúp em. Hoàng Vũ nhìn Hoàng Dương không chút do dự, cái chết của Ngọc Hằng anh cũng có trách nhiệm, anh sẽ toàn lực báo thù cho em ấy. Hai chân của nó là Sở Trần cắt đứt. Sở Trần là thủ phạm. Lui một vạn bước, nếu Sở Trần không phá kế hoạch của Tiếu Âm Kỳ, Ngọc Hằng cho dù biến thành xác sống, ít nhất cũng sẽ ở lại bên cạnh chúng ta, chứ không phải như bây giờ, hóa thành cho tàn. Gió bên ngoài quá chặt, em không thể cử động được chút nào. Hoàng Vũ nói, đêm nay em nhận được tin tức ám tuyến của Hắc Diệu Đường, tổ chức lính đánh thuê từ nước ngoài Hắc Liêm, lẻn vào Thiên Thành, tùy thời có thể phát động kế hoạch giết chết Sở Trần. Em muốn anh đi liên lạc với Hắc Liêm. Hoàng Dương hỏi, một Hắc Liêm vẫn chưa đủ. Hoàng Vũ Trấn Thanh nói, những kẻ liều mạng này mới không để ý đến huy hiệu danh hiệu của Sở Trần. Sau khi em đăng video trên mạng ngầm, có mấy tổ chức lính đánh thuê có thế lực ở nước ngoài cho em phương thức liên lạc. Anh cả, anh thử liên lạc với những người này, nói bọn họ ra tay giết Sở Trần. Hoàng Dương gật đầu, ánh mắt Hoàng Vũ lại rơi vào trên thiên cơ huyền đồ, đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực. Chúng ta tay cầm thiên cơ huyền đồ, tương đương với nắm giữ tuyệt thế bảo kiếm, chỉ cần sử dụng đúng lúc, có lẽ, có thể thừa dịp cơ hội này, để Hoàng gia trở lại đỉnh phong. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Dương sáng lên, hai anh em chúng ta, phải lên kế hoạch thật kỹ mới được. Đêm khuya vắng lặng, dưới ánh đèn chiếu rọi, thiên cơ huyền đồ trên bàn dài cỏ huyết quang nhàn nhạt lướt qua, tà tính ẩn hiện. Cùng là Thiên Thành, một biệt thự trang viên xa hoa khác. Phủ đệ Tiền Thị. Tiền Thị thân là dẫn đầu ngành dược phẩm Thiên Thành, một tay che trời trong ngành dược phẩm Thiên Thành, có quyền có thế, trang viên Tiền Thị cũng cực kỳ xa hoa khí phái. Trong thư phòng của Tiền lão gia tử, Tiền Bộ Thiệu cúp điện thoại di động, ngẩng đầu nói, ông nội, đã xác nhận, 8 giờ tối ngày kia, hoạt động của sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc chính thức sẽ trao huy chương danh hiệu cho Sở Trần ở khách sạn Hoa Đằng ở khu Thiên Hà Dương Thành. 8 giờ tối ngày kia, Tiền lão gia vốn đang viết chữ, lúc này động tác trong tay dừng một chút, chợt nở nụ cười, đến lúc đó, tuyệt đối là rất được chú ý, toàn bộ mạng lưới tập trung vào. Ông nội, cháu nghĩ đây là thời điểm tốt nhất, Tiền Bộ Thiệu nở nụ cười, chúng ta cuối cùng cũng đợi được. Thông báo cho tất cả mọi người, tất cả đều tự chuẩn bị, 8 giờ tối mai, chúng ta sẽ cho tất cả mọi người một món quà lớn. Tiền lão ra híp mắt cười, không phải đều hô bảo ta xin lỗi Sở Trần sao? Truyền tin tức ra ngoài, tối ngày kia. Sau khi Sở Trần được trao huy chương danh hiệu, ta sẽ ở trước mặt tất cả bạn bè phóng viên truyền thông, xin lỗi Sở Trần. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu càng thịnh, nắm đấm theo bản năng nắm, cháu có chút không thể đợi được. Lần này, Sở Trần ắt phải vạn kiếp bất phục, Tiền lão ra đờ đặt em bút lông trong tay một tiếng trên mặt đất,
lạnh lùng nói, có người dùng thiên cơ huyền đồ muốn mạng Sở Trần, danh hiệu huy chương này ở một mức độ nhất định, vì Sở Trần ngăn trở không ít viên đạn, nhưng tất cả, qua tối ngày kia, sẽ khác. Trên tờ giấy trước mặt Tiền lão gia, viết một chữ, nhẫn. Sau khi thua đánh cược với Sở Trần, Tiền lão gia vẫn luôn nhẫn nại. Mặc kệ trên người Sở Trần xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ Sở Trần chói mắt cỡ nào, ông ta đều án binh bất động, chỉ vì chờ một cơ cuối cùng ông ta cũng đợi được. Đúng rồi, ông nội, dù sao cũng là nghi thức chính phủ tổ chức, chúng ta quấy rối như vậy, Tiền Bộ Thiệu đột nhiên nói. Đó là quấy rối sao? Tiền lão gia cười mờ miệng, tâm tình sung sướng, chính phủ chỉ biết cảm ơn chúng ta, nếu không, để cho Sở Trần lấy được huy chương danh hiệu này, mới là sỉ nhục của ban tổ chức hoạt động truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Tiền Bộ Thiệu suy nghĩ kỹ một chút, ánh mắt lúc này sáng lên. Ông nội nói có lý. Từ thư phòng đi ra, Tiền Bộ Thiệu khẩn cấp đi an bài. Một tin tức nhanh chóng đến. Tiền lão gia phát sinh, chúc mừng Sở Trần sắp được trao huy chương danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Ông ta cũng sẽ ở trong buổi lễ, trước mặt mọi người, chính miệng xin lỗi Sở Trần. Tiền lão gia vì sao muốn nghĩ không thông như vậy, âm thầm xin lỗi Sở Trần nói không được sao. Tiền thị muốn thổi phồng lên, tôi phỏng chừng là Tiền lão gia bị Sở Trần chinh phục. Thiên Thành bắt đầu nghị luận, Tiền Bộ Thiệu một bên nhìn bình luận, khuôn mặt một mực lộ ra nụ cười. Hắn thích đọc những bình luận này, đến lúc đó đảo ngược, mới càng thêm thỏa nguyện. Khen ngợi Sở Trần thật tốt đi, qua ngày kia, các người cho dù là muốn khen, cũng không khen được. Tiền Bộ Thiệu tự nói, khỏe miệng khẽ nhếch lên. Lúc này, chuông điện thoại di động của Tiền Bộ Thiệu đột nhiên vang lên. Đã trễ thế này, Tiền Bộ Thiệu giật mình, thấy điện thoại điện tới là Vinh Đông. Trong khoảng thời gian này, Tiền thị một mực bày mưu tính kế hành động, bao gồm cả Tiền Bộ Thiệu, cũng không tiếp xúc với bên ngoài nữa. Bởi vì phải tuyệt đối bí mật, suy nghĩ một chút, Tiền Bộ Thiệu vẫn là nhận điện thoại, dù sao, đại cục đã định. Thiệu ca, gần đây đang bận cái gì? Giọng nói của Vinh Đông vang lên, gọi cho anh mấy cuộc điện thoại cũng không tìm được anh. Tiền Bộ Thiệu nở nụ cười, có việc đang bận. Ra ngoài không? Vinh Đông nói, Diệp đại ca đã ra ngoài rồi. Hai ngày nay muốn tìm anh uống rượu cũng không có cơ hội, hiện tại tôi cùng Diệp đại ca ở chỗ cũ. Nghe vậy, Tiền Bộ Thiệu sửng sốt, vừa theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà, lại nhìn không được gật gật đầu, được, tôi lập tức đến. Khoảng thời gian này ở nhà kìm nén đến mức quá mức vất vả. Tiền Bộ Thiệu cũng muốn đi ra ngoài thư giãn, huống chi, hiện tại cũng đã đến lúc đáng nên chúc mừng. Tiền Bộ Thiệu nở nụ cười, lập tức đứng lên, đi về phía bên ngoài. Chỗ cũ, đây là một quán ba nhóm nhỏ do Diệp Thiếu Hoàng cầm đầu lúc trước thường xuyên tụ tập. Khi Tiền Bộ Thiệu đi tới cửa quán ba, Vinh Đông đã ở cửa chờ, thấy xe của Tiền Bộ Thiệu liền vẫy tay từ xa. Khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu toát ra ý cười, theo bản năng ưỡn thẳng lồng ngực một chút. Nhóm nhỏ bọn họ, trong lúc tranh đấu với Sở Trần, bất kể là Diệp Thiếu Hoàng hay Vinh Đông, đều đã thất bại thảm hại, duy chỉ còn lại hắn, sắp ngược gió lật bàn. Cả thế giới đều đang chờ Tiền lão gia xin lỗi, nhưng ai có thể ngờ được, Tiền lão gia sẽ ném ra một quả đạn pháo hạng nặng trong nghi thức xin lỗi. Xe vừa mới dừng lại, Vinh Đông đã đứng trước cửa xe, mở cửa xe cho Tiền Bộ Thiệu, Thiệu ca, cuối cùng anh cũng ra ngoài rồi, trong khoảng thời gian này không gặp anh, tôi liền cảm giác giống như mất đi người tâm phúc. Hơn nữa, Sở Trần kia, càng ngày càng hăng hái, Vinh Đông vừa nhìn thấy Tiền Bộ Thiệu, liền không ngừng nói hết nỗi chua xót. Khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu vẫn duy trì mỉm cười, theo bản năng nói một câu, yên tâm đi, Sở Trần đắc ý không được bao lâu. Nghe vậy, trong lòng Vinh Đông đột nhiên thích lên, hắn nghe được tin tức, Tiền lão gia sẽ chính thức xin lỗi Sở Trần vào tối ngày kia. Trong khoảng thời gian này Tiền thị, đến tột cùng đang có chủ ý gì? Trong lúc đó Vinh Đông nhiều lần muốn thăm dò, nhưng Tiền Bộ Thiệu lại thái độ khác thường, một thời gian dài cũng không ra ngoài, cho đến tối nay, Vinh Đông thử gọi điện thoại. Bất ngờ chính là, Tiền Bộ Thiệu cuối cùng nhận điện thoại, hơn nữa còn đáp ứng. Cái này phải nắm bắt cơ hội thật tốt, tìm hiểu một chút tin tức, nếu không, Sở Thiếu chỉ sợ cũng sẽ quên mất sự tồn tại của siêu cấp gián điệp như mình. Vinh Đông dẫn Tiền Bộ Thiệu đi về phía trước, thân thể rất thức thời tụt lại phía sau nửa bước, điều này khiến Tiền Bộ Thiệu rất hài lòng, vỗ vai Vinh Đông, Đông tử, Sở Trần nhiều lần nhục nhã cậu, tôi bảo đảm với cậu, tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. Vinh Đông lúc này kích động, đột nhiên gật đầu, lại đột nhiên vội vàng lắc đầu. Tiền Bộ Thiệu nhíu mày một chút, cậu không tin. Không phải, Vinh Đông vội vàng lắc đầu,
mở miệng nói, chủ yếu là trong khoảng thời gian này Sở Trần danh tiếng đang thịnh, chúng ta chịu chút thiệt thòi tạm thời nhẫn nại một chút cũng không sao, tôi tin, một ngày nào đó, chúng ta có thể bắt được cơ hội, trả thù Sở Trần. Tiền Bộ Thiệu nở nụ cười, vừa định mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, mà là thần bí cười một tiếng, trở đi, anh sẽ khiến cho Sở Trần chịu không nổi. Hai người đã đi tới một phòng riêng, Vinh Đông đẩy cửa phòng ra. Diệp đại ca, Thiệu ca tới rồi. Vinh Đông cất bước đi vào. Người ngồi trong phòng chính là Diệp Thiếu Hoàng. Lúc này Diệp Thiếu Hoàng đã không còn hăng hái như trước nữa, bởi vì khách sạn Hoàng Đình chứa chấp lính đánh thuê nước ngoài, hắn bị mang đi, ăn cơm tù một thời gian, hai ngày nay mới được tại ngoại, so với trước kia, trên người Diệp Thiếu Hoàng có thêm vài phần suy sụp tinh thần. Thiếu Hoàng, Tiền Bộ Thiệu cất bước đi tới. Diệp Thiếu Hoàng khẽ nhíu mày. Nếu là bình thường, Tiền Bộ Thiệu nhìn thấy hắn, trực tiếp chính là một tiếng Diệp đại ca. Nhưng bây giờ, rõ ràng là Tiền Bộ Thiệu muốn làm đại ca. Diệp Thiếu Hoàng trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chuyện này chấn động, thực lực của Diệp gia thiệt hại nghiêm trọng, kinh doanh xuống dốc không phanh, quả thật không bằng trước kia, căn bản không có cách nào sánh với Tiền Thị. Nhưng Tiền Thị, Tiền lão gia, ngày kia không phải cũng phải xin lỗi Sở Trần sao? Diệp Thiếu Hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật gật đầu, đã lâu không gặp, ngồi xuống uống rượu đi. Đúng, chúng ta tối nay gạt tất cả những điều khó chịu sang một bên. Vinh Đông mở ba chai rượu, vui vẻ uống. Ba người trực tiếp dùng chai để uống rượu. Mấy chai rượu xuống, bầu không khí so với lúc đầu ngược lại nhiệt liệt hơn không ít. Tôi luôn tin con người có ba lần thất bại sáu lần thịnh vượng. Vinh Đông ợ một cái, tựa hồ tiến vào trạng thái hơi say, ngửa đầu uống rượu, sau đó một lau rượu khóe miệng. Lớn tiếng nói, mấy năm trước, Sở Trần không phải cũng là con rể ở rể ngốc bị người Thiền Thành khi dễ sao? Hiện tại hắn đã vượng, chèn ép chúng ta, nhưng tôi có thể chờ, đừng để tôi bắt được cơ hội, chờ tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả thù Sở Trần. Nói xong, khuôn mặt Vinh Đông mang theo vài phần dữ tợn, không cam lòng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó bị sặc, không ngừng ho khan, trong nháy mắt cúi đầu, Vinh Đông nhịn không được tán thưởng mình một câu, tôi thật đúng là một diễn viên. Hừ, Sở Trần, Tiền Bộ Thiệu cũng uống một ngụm rượu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hắn kiêu ngạo khống lâu nữa đâu, tối ngày kia Tiền Bộ Thiệu dừng một chút. Vinh Đông không khỏi ngẩng đầu, phẫn nộ nói, loại người như Sở Trần, đúng lý không tha cho người khác, Tiền lão gia tuổi này, còn muốn bị hắn ép xin lỗi trước mặt mọi người, thật sự là đáng ghét a. Tiền thị chúng tôi chưa bao giờ chịu thiệt thòi vô ích này, nể tình anh em, tôi nói với hai người một câu, chờ xem kịch cho hay đi. Tiền Bộ Thiệu không nói kỹ, Vinh Đông tuy rằng rất tò mò, sau khi thăm dò vài câu, thấy Tiền Bộ Thiệu giữ miệng như bình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đúng rồi, Thiếu Hoàng, anh còn có liên hệ với lính đánh thuê Hắc Liêm không? Tiền Bộ Thiệu đột nhiên hỏi một câu, sắc mặt Diệp Thiếu Hoàng biến đổi, lúc này trầm mặt, làm sao có thể? Diệp gia gặp rắc rối lớn như vậy, cũng là bởi vì có quan hệ với lính đánh thuê Hắc Liêm. Vậy thật đáng tiếc, Tiền Bộ Thiệu thở dài một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thiếu Hoàng nhíu chặt mày, có ý gì? Thiếu Hoàng, anh không biết có người đang treo giết Sở Trần sao? Tiền Bộ Thiệu mở miệng, cái gì? Vinh Đông kinh hô, ai đang treo giết Sở Trần? Vinh Đông quả thật không biết, mạng ngầm không phải ai cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Hoàng Vũ lựa chọn đăng một đoạn video ngắn trên nền tảng công cộng. Chỉ là, video ngắn vừa phát ra, đã bị xóa ngay lập tức. Diệp Thiếu Hoàng kinh ngạc nhìn Tiền Bộ Thiệu. Cảm giác về sự ưu việt trong lòng Tiền Bộ Thiệu càng thêm mãnh liệt. Nhìn kia, mình mới hẳn là lão đại của nhóm này. Dù sao tất cả về Sở Trần đều nằm trong tay mình. Đoạn thời gian trước, kinh thành xuất hiện Thiên Cơ Huyền Đồ, một trong 10 danh họa nổi tiếng của Trung Quốc, cuối cùng còn gây tai nạn chết người, Thiên Cơ Huyền Đồ cũng mất tích. Tiền Bộ Thiệu nói, ngay hai ngày trước, có người ở trên mạng ngầm đăng, dùng Thiên Cơ Huyền Đồ đến mua tính mạng Sở Trần. Ai giết Sở Trần, liền có thể đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ. Bên cạnh Sở Trần, hiện tại mối nguy bốn phía. Tiền Bộ Thiệu nói, nếu còn có thể liên lạc với lính đánh thuê Hắc Liêm, nói lính đánh thuê Hắc Liêm ra tay, giết Sở Trần, tôi tin, lính đánh thuê Hắc Liêm cũng sẽ rất vui, dù sao, Sở Trần cũng hại bọn họ tổn thất nặng nề. Nội tâm Diệp Thiếu Hoàng khẽ động, như có điều suy nghĩ. Trong phòng, ba người vừa uống rượu vừa tán gẫu, mỗi người đều mang tâm tư. Cuối cùng tất cả mọi người uống như nhau, Tiền Bộ Thiệu đề nghị rời đi. Tôi phải tỉnh táo, chờ đợi để xem một vở kịch hay.
Tiền bộ Thiệu thần bí cười hề hề với hai người. Trong xe, sau khi trầm ngâm một lát, Vinh Đông gửi cho Diệp Thiếu Hoàng một tin nhắn. Diệp đại ca, để tôi mời lính đánh thuê Hắc Liêm. Vinh Đông ôm việc cái này, muốn ổn định Diệp Thiếu Hoàng, nếu để lính đánh thuê Hắc Liêm quay trở lại, lại một lần nữa để mắt tới Sở Thiếu, như vậy tình hình ảnh của Sở Thiếu càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà, một lát sau, Diệp Thiếu Hoàng trả lời, lính đánh thuê Hắc Liêm, đã đến Dương Thành. Đồng tử Vinh Đông nhất thời kịch liệt co rút, trời đã sáng, Sở Trần vừa tỉnh ngủ, điện thoại di động có thêm vài tin nhắn. Tin tức từ Vinh Đông, Diệp Thiếu Hoàng ra ngoài rồi, hơn nữa còn có liên hệ với lính đánh thuê Hắc Liêm, lính đánh thuê Hắc Liêm đã ở Thiền Thành. Tầm mắt Sở Trần nheo lại, anh rất nghi ngờ vụ liều chết tấn công của xe tải lớn là do lính đánh thuê Hắc Liêm. Còn nữa, hành động của Tiền Bộ Thiệu rất dị thường, Tiền lão gia lên tiếng sẽ chính thức xin lỗi anh tại lễ trao huy chương danh hiệu của Sở Thiếu gia, nhưng lúc tôi vừa rồi cùng Tiền Bộ Thiệu uống rượu, hắn không có một chút chán nản, ngược lại rất chờ mong, còn không rõ ràng nhắc tới vài lần, bảo chúng tôi chờ xem kịch hay. Lời xin lỗi của Tiền lão gia, bởi vì chuyện của Thiên Cơ Huyền Đồ, Sở Trần cản bản không có tâm tư để ý tới chuyện này. Sở Trần trầm ngâm, một lát sau, Sở Trần trả lời cho Vinh Đông một tin nhắn, vất vả cho cậu rồi, chú ý an toàn. Nội ứng là mỗi thời mỗi khắc đều mạo hiểm tính mạng. Vinh gia, điện thoại của Vinh Đông rung lên một chút, hắn nhảy dựng lên như lò xo, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, nhất thời ký trồ động. Có loại cảm giác sĩ vì chi kỷ mà chết, hắn càng thích vai trò nội ứng của mình, phải nghĩ cách. Để ý Hiền Bộ Thiệu mở miệng, Vinh Đông tự nhủ, Sở Trần rửa mặt xong, đi cùng Tống Nhan đến dược phẩm Bắc Trần. 9 giờ đi 5 giờ về, chính là khô khan vê vị như vậy. Ngoại trừ việc xe tải lớn liều chết tấn công ra, Sở Trần không gặp phải nguy hiểm nào khác, nhưng Sở Trần tin, điều này cũng không có nghĩa là mối nguy của anh được giải trừ. Thành phố đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, bên dưới mặt hồ yên tĩnh, cuồng phong bão táp đang điên cuồng nổi lên. Sau khi đến Bắc Trần, Sở Trần đăng nhập vào hậu đài, điếu giả. Cơ thể vừa dựa vào lưng ghế đột nhiên đứng thẳng. Giang Ánh Đào gửi tin tức mới nhất cho anh. Một nhà hoàng chí ca bị diệt môn cùng hoàng gia Thiền Thành, cư nhiên có liên quan mật thiết như vậy. Hơn nữa, trước khi hoàng chí ca gặp chuyện không may, nhị gia hoàng vũ từng đến phía Bắc. Người đứng sau màn, có phải là hoàng gia hay không? Trong lòng Sở Trần, cũng đưa ra một giả thiết như vậy. Hành tung của Hoàng Vũ là Giang Ánh Đào sáng nay mới tra ra, cho nên cô mới dám gửi tin tức này cho, điếu giả cô cảm giác đây là tiến triển đột phá của toàn bộ vụ án. Hoàng Vũ, cha của Hoàng Ngọc Hằng. Sở Trần nhướng mày, thế nhưng, Hoàng Ngọc Hằng rõ ràng là chết trong thí nghiệm thi cổ của Ninh Quân Tiếu. Đây thực sự là một phát hiện đột phá, với một mục tiêu đã định, đưa ra giả định đầu tiên sau đó kiểm tra, thuận tiện hơn nhiều so với thăm dò mù quáng. Sở Trần tin. Với hiệu suất của tổ điều tra cục đặc chiến, không bao lâu nữa là có thể thăm dò chân tướng. Đây là tin tốt vào sáng sớm. Sở Trần mỉm cười, ánh mắt cố ý vô tình liếc mắt nhìn vị trí ngoài cửa sổ, cũng là tổ điều tra, hai tổ này là gõ trên người mình. Từ sau khi tổ điều tra 15 cùng tổ điều tra 17 xuất hiện, Sở Trần vẫn có loại cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Sở Trần có thể cự tuyệt bọn họ 24 giờ bảo vệ bên cạnh, nhưng mà... không có cách nào phản đối hành động điều tra âm thầm của tổ điều tra. Bắt đầu từ ngày hôm qua, tổ điều tra 15 và tổ điều tra 17 đã theo dõi anh. Sở Trần không để tâm, để cho bọn họ từ xa nhìn chằm chằm từ xa, còn có thể thay mình theo dõi tất cả những thay đổi xảy ra xung quanh. Nhưng, hai tổ điều tra cùng nhau theo dõi anh, thật sự là có chút lãng phí tài nguyên của tổ điều tra. Sở Trần suy nghĩ một chút, ngón tay nhúc nhích, khách sạn đối diện tòa nhà Kim Bãi. Cũng là tầng 21, trước cửa sổ sát đất, Vạn Băng Sơn cầm kính viễn vọng, cau mày, Sở Trần đang xem điện thoại, đáng tiếc, không biết hắn đang liên lạc với người nào. Tổ trưởng, anh hoài nghi Sở Trần biết nhiều manh mối về Thiên Cơ Huyền Đồ hợn chúng ta. Người thanh niên Dương Ôn Hổ trầm mặt, ngày hôm qua gặp ở dược phẩm Bắc Trần, là thời khắc uất ức nhất đời này của hắn, mấu chốt là chính mình còn phải cắn răng nuốt xuống. Người đứng sau mày nghi Thiên Cơ Huyền Đồ, mục tiêu chỉ thẳng vào mạng Sở Trần. Vạn Băng Sơn nói, nếu có người muốn giết cậu, trong lòng cậu không lo sao? Khẳng định sẽ có đối tượng hoài nghi, nhưng Sở Trần, một chút hành động khác thường cũng không có, còn cự tuyệt tổ điều tra của chúng ta bảo hộ, điều này chỉ có thể nói rõ, hắn không chỉ là người tài cao gan lớn, hơn nữa trong lòng còn có quỷ.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.